Rồi. Đây 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 đây, cái ngày 4 này. Ừ. Anh làm cái gì? Xong, xin chào mọi người. Thầy Dũng đang nghịch tái máy linh tinh nên là hôm nay bị like chậm mất 3-4 phút. Thầy về chỗ đi. Mày em có chữ update này. Xem điện thoại là thầy có ai lên chưa? Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào? Xem có ai không? Mày tình của em cũng chưa lên được nên em không biết. Không bây biết giờ coi. Có ai đang ở trên live stream? Cái gì á? Xin chào mọi người. Không đọc được comment của ai. Không đọc được comment của ai cả. Bởi vì máy tính chưa lên và điện thoại thì chúng ta bị đơ. Nên là mọi người hãy cho một tràng pháo tay của Vũ để chào đón sự hiện diện của chẳng biết nói gì. Mạng làm sao á? Hay biết là máy này mạng được chưa? Lên chưa anh? Đây mà. Có ai đây đâu? Senzen no hi omedetou gozaimasu. Ừ, được. Chúc mừng ngày ですね. Ừ. Thực ra mình có một năng khiếu đó là hát chuyên chế lời. Chế một cách vô tội vạ. Chế một cách vô tội vạ mà chẳng có ý nghĩa gì. Nếu mà đã 720 người. Điều bao nhiêu người? 757 người rồi. Chém thật á? Còn chó còn chịu. Thật á? Thật. Mọi người bây giờ điện thoại máy tính của mình nó không xem được cái gì cả. Văn hiệp đây, tạm mình đăng cô mang hoa này này. À thế thôi. Cô mang hoa. Xin chào tất cả mọi người. Nào, rất là nhanh, thầy Dũng chuẩn bị về chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Đâu quá. Hôm nay đã chậm 3 phút rồi đúng không nào? Hôm nay, đố mọi người biết hôm nay là ngày gì? Senzen no hi omedetou hay gì nữa? Hôm nay là ngày 20 tháng 11, tức là ngày mùng 3 âm lịch, tháng 10. Và hình như là chỉ còn 3 tháng nữa là chúng ta sẽ đến Tết rồi đấy mọi người ạ. Tức là hôm nay là ngày trước Tết 3 tháng, Tết âm lịch 3 tháng. Nên là chúc mừng nhau nhân ngày Tết âm lịch nhá. Yeah. Khi nào sẽ giữ hô số bằng hô số N2? N2 hả? N2 hả? Trên kia đang vỗ tay. Anh em đang... Ui, 900 người rồi, sao nhanh đây? Nay buổi cuối nên mọi người đông. Nay buổi cuối đúng không? Hôm nay sẽ là buổi cuối bọn mình live stream. Tại sao anh đứng cho anh người này? Đó, anh để đây cho em còn gì? Anh xem đây làm gì? Này, máy tính của em được rồi. Tính được rồi. Anh xem của anh đi. Rồi. Thời đại nào xem bằng điện thoại. Cùng mang hoa. Nhờ. Em về cùng mang hoa. Anh vào chào đi. Em bật máy đã. Rồi. Hôm nay là cái dạng buổi cuối cái dạng gì nhỉ? Bài cuối cùng trong phần mà các bạn thường hay ghê sợ và bỏ qua lúc mà chúng ta làm bài về thi từ vựng trong N3 GLPT đúng nào? Còn kể cả N2 cũng thế. Mà mình thấy N nào các bạn cũng rất sợ phần này, đó là người ta đề là người ta cho một từ, xong rồi người ta hỏi là người ta bên dưới có 4 cái câu mà đặt câu với từ đấy và chúng ta nhiệm vụ chúng ta là phải tìm đáp án đúng. Cách dùng đúng của câu đó nên mình gọi đây là cách dùng đúng của từ dạng bài nhá. Và trong mỗi đề thi sẽ có 5 câu như thế này đúng không? Thực ra cái phần này thì đi thi thì nó cũng may rủi lắm. Nhiều lúc cũng bằng niềm tin, bằng trái tim thôi. Nhưng mà hôm nay thông qua buổi ôn như thế này, biết đâu chúng ta lại trúng được vài câu khi đi thi nhờ. Đấy. Rồi. Liên thuyên một hồi. Mà bây giờ chúc ngày 20 tháng 10 một đây này. Thôi chúc làm gì, cứ bấm tìm bấm like được rồi. Mình thì hôm nay kể mọi người nhé, hôm nay cả trung tâm giáo viên ai cũng có hoa, ai có quà, mỗi mình cô Thành thầy Dũng chả có cái gì. Em chả. Bởi vì là bây giờ mình không dạy lớp nào ở trên lớp nữa nên là học sinh đã từng ngày xưa đã từng dạy thì các bạn quên hết rồi. Có bạn bảo bản thân thì hôm nay thầy Dũng không hát à? Ừ, nay thầy Dũng không hát à? Hát Despacito nhá. Tại sao mọi người lại phải nhắc ra như thế này nhỉ? Đi từ đây ra đến bến xe Mỹ Đình bao nhiêu? À mà đi từ đây mà ra tận tới Mỹ Đình à? Oh yeah! Hải lệ! Vậy, làm gì mà chân ta thêm không có tiền đi đâu? Tắt 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 tắt. Thôi, stop! Tiếp tục!
Ok, hiện tại thì máy em cũng lên được rồi. Nên là chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào một ngày hôm nay được không? Hôm nay kể thêm mọi người một chút nữa, mình định mặc váy đi, chuẩn bị kiểu quần áo đẹp đẽ buổi cuối lắm rồi. Nhưng mà em ngồi này, có nhìn thấy cái gì đâu, nhìn thấy nguyên cái đầu của em. Nhưng mà lúc đi ra khỏi nhà, đầu mình hay quên mà. Thế là quên luôn, không mang váy cuối cùng. Nên đây vừa tạm được cái áo, mặc được cái quần, quần kiểu ba chữ chống kính á. Vanh lét, có lẽ vanh. Thầy Dũng là fan của Vanh lét ấy mọi người ạ. Tuần này mấy cái bài của thằng Vanh lét nằm trong đầu này nhá. Sao anh cứ gọi nó là thằng ấy nhỉ? Thì nó chẳng thằng, lấy tờ này thì gọi là thằng. Trên livestream không được nói bậy. Tại vì hôm trước có một bạn bạn em thế. Rồi, ok, và chúng ta bước vào bài ngày hôm nay nhá. Mọi người làm bài tập trước chưa? À, mình đã dẫn link rồi đúng không nào? Mấy bài dễ ợt đi mà. Ôi dồi ôi, chưa chỉ đã nghìn hai này. Nào, con mình linh tinh đấy. Đâu, đứa nào? Cô Việt. Và gì? Cái nút điên này hỏi tất cả các bạn. Đứa nào nút điên này? Thằng nào? Đâu thằng nào vào? Đâu? Cái lũ yên điên này coi để làm bài thi like với trả tim thì vào làm gì, té cho người khác coi toàn tinh trùng khuyết tật. Đứa này đứa nào ấy? Bài bài luôn nhá. Không chơi với những người linh tinh. Hay, được chưa nhỉ? Chúng ta bắt đầu thôi. Hôm nay vừa nãy có Thanh có giải thích bài stream anh ngày hôm nay rồi đúng không? Là đó là môn đai 5 á. Môn đai mà đặt cho mà các bạn cảm thấy có khó, người ta cho một từ vựng đúng không? Sau đó thì chúng ta xem trong bốn đáp án thì đáp án nào là đáp án chính xác nhất về cách sử dụng của từ vựng đó. Như nhỉ? Vậy thì okay, hôm nay thì mình sẽ chữa tổng khoảng 30 câu này. Chữ đề 30 câu này. Sau đó thì mình sẽ cho các bạn xem những từ vựng mà cách đây từ năm 2011 đến năm 2016 đã xuất hiện. Như nhỉ? Xem các bạn có đọc được chữ Hán và các bạn hiểu được nghĩa của từ vựng đấy không? Bởi vì trong cái bài này này, chủ yếu là chúng ta sẽ phải là hiểu được ý nghĩa của từ vựng đấy đúng không? Người ta cho chữ Hán thì mình phải đọc được chữ Hán đấy và mình hiểu được ý nghĩa của từ vựng đấy. Thì mình mới làm được cái câu đấy chứ đúng không? Mình mới đặt được câu, mình xem trong bốn câu đó câu nào có ý nghĩa chứ. Đúng rồi. Mà hiểu sai nghĩa thì lại không làm được. Vậy thì nó là tính từ hay là danh từ hay là động từ thì phải biết đúng không? Đấy, vậy thì bắt đầu nhá. Link bài tập ở đâu? Ở cái ảnh mà cô Thanh xinh xinh áo đỏ hôm nay vừa mới up lên đấy. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào những cái 5 câu đầu tiên nhá. Hôm nay chúng ta sẽ 5 câu đầu tiên. Mọi người nhìn nhá. Hôm nay thì mình sẽ chữa 5 câu, thầy Dũng chữa 5 câu cho đỡ mệt nhá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa như vậy. Thế thì bây giờ mọi người có nhìn thấy không nhỉ? Câu số 1 nhá. Câu số 1 thứ nhất là đi thi thì nó có thể là sẽ có chữ furigana trên đầu hoặc không có thể có chữ furigana trên đầu. Thế thì đầu tiên mọi người thử làm câu số 1, sau đó mình sẽ bắt đầu nói về cái cách làm của bài này cho mọi người thử nhá. Câu số 1 là mấy nhá? Thái Lê, em gửi check đáp án chưa? Trời ơi, ai mà check được, phải bây giờ phải tự check chứ, đúng không nào? Đấy. Có Thành đánh đá thật. Thành đánh đá lắm. Đấy. Daijoubu. Daijoubu is nè. Daijoubu là gì nhỉ? Là không sao. Anh cứ giải thích lên được. Thế này nhá. Khi mà bước vào cái dạng bài này ấy, thì cái cách tốt nhất đó là tức là cái phần trăm mà chúng ta phải chọn được đáp án đúng nhất đó là thứ nhất là chúng ta biết cái từ này nghĩa là gì, đúng nhỉ? Biết từ này nghĩa là gì và đi vào câu thấy cái từ nào trong thấy cái câu nào mà đặt với nó mà hợp lý về nghĩa nhất thì chúng ta khoanh, thì cái đấy là phần trăm đúng sẽ cao nhất. Còn tiếp theo chúng ta sẽ phải lưu ý thêm hai phần nữa, mình một lưu ý gì nhỉ? Với mỗi một từ này các bạn phải xác định xem là ví dụ từ đai cho vựng này nó là tính từ, danh từ hay là gì đây? Hay là động từ đúng nào? Tính từ thì nó sẽ có thể thể na này, nó sẽ đi với na, còn ví dụ với cái này là tính từ thôi na đúng không nhỉ? Thế nên sẽ không thể thành trở thành dạng động từ được. Được chưa? Đấy. Và cuối cùng có một cái lưu ý nhỏ nữa đó là với mỗi một từ thì nó có thể sẽ có thường những cái cặp từ mà đi tức là cái cách kết hợp của nó, cách dùng từ của nó thường theo cố định. Ví dụ chúng ta có từ kiêu mi. Kiêu mi là gì nhỉ? Kiêu mi là hứng thú đúng không nào? Chúng ta có hứng thú với cái gì đó thì bao giờ nani nani ni kiêu mi ga arimasu. Chúng ta có hứng thú với một vấn đề gì đó. Nihon no bun ka ni kiêu mi ga arimasu. Đấy là những cái cụm cố định. Thì có 3 lưu ý. Một là phải hiểu nghĩa này. Tốt nhất là hiểu nghĩa. Hai là phải hiểu được chính xác nó là loại từ gì, danh từ, động từ, phó từ hay tính từ vân vân để biết được cách kết hợp của nó trong câu. Và cái thứ ba là gì nhỉ? Những cái cụm cố định thường đi kèm với nó nhá. Thế thì câu số 1 mọi người đáp án là mấy nhỉ? Dễ rồi, 1 là mấy? Isoshii desu ga kono shiyoto wa onegai shitemo daijoubu desu ga? Câu này nghe về nghĩa này. Thứ nhất daijoubu là gì nhỉ? Daijoubu là ok, là không sao đâu, là ổn. Và nó là tính từ đuôi na nhá.
thì sẽ là gì nhỉ? Isogashi desu ka? Kono shigoto onegai shitemo daijoubu desu ka? Gì đấy? Ừ, mặc dù trông anh có vẻ bận nhỉ, thế nhưng mà tôi nhờ anh một chút công việc này có được không ạ? Nghe rất là hợp lý đúng không nào? Ok, về cả gì nhỉ? Về cả thể loại từ của nó, về cả nghĩa rất là phù hợp, thì chúng ta sẽ chọn đáp án 1 luôn nhé. Chúc mừng bạn đã đáp án 1. Thế câu số 2 sai ở đâu? Câu số 2 này. Ano shito wa. Ok, tính từ đôi nào rồi nhá. Ano shito wa karada mo okikute, chikara mo tsuyokute. Nó không nói là daijoubu na shito đâu mà nó sẽ dùng từ gì nhỉ? Genki. Ờ, genki na shito. Ok. Genki na shito là người khỏe mạnh đúng không nào? Cái người đó thì cơ thể cũng to lớn mà sức khỏe thì cũng mạnh mẽ, thế nên là một người rất là khỏe mạnh. Đúng. Thứ ba chúng ta thể dùng từ gì nhỉ? Kono koppu wa totemo jobu. Đúng rồi, chúng ta một tính từ là từ jobu, không phải dai jobu mà là jobu là bền nhá, bền. Và cuối cùng là gì nhỉ? Shiken ga owatte gì nhỉ? Dai jobu shimashita. Không được dùng cái dạng động từ của nó, nhớ chưa nào? Ok. Được chưa nhỉ? Và trong trường hợp này chúng ta thể gì nhỉ? Ví dụ khi mà kết thúc kỳ thi người ta hay nói cụm từ hotto shimashita nhé. Hotto suru là gì nhỉ? Thở phào nhẹ nhõm hay anshin suru. Được chưa? Anshin suru. Thấy chưa? Đấy, thế thì cứ theo cái cách làm như vậy thì các bạn sẽ gì nhỉ? Sẽ làm những câu tiếp theo nhá. Và lưu ý nhá, với mỗi một câu sai bao giờ nó sẽ có từ thay thế cho nó. Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta bước sang từ số 2. Omimai. Còn nó nhiều thế, mình tự thở tí đi. Tại vì em quen cái kiểu mình nói như thế này, kiểu quen ở trên lớp nhỉ? À, được em nói đi. Nhưng có nhanh quá không? Không nhanh đâu, mọi người vẫn theo kia được mà. Có nhanh không? À, mọi không nhanh. Nghe thôi, không comment được thôi. Thực ra là tính mình bởi vì nó bị nói nhanh nhá, được chưa nhỉ? Omimai, omimai gì nhỉ? Omimai nghe nhiều, omimai là thăm người ốm, thì cứ nhìn trong bốn câu này có cái gì à? Ốm này, bệnh viện này, bị thương này, thể não và câu đấy cho mà xem. Đúng không nào? Nói ra gợi ý như vậy. Nhìn qua thì đang là 4 rồi. Đang mấy? Rồi, đây này. Nhìn thấy chưa? Bioin đúng không? Đi viện để thăm nhau thôi, thăm người ốm rồi đúng không nào? Đúng. À, mình mang hoa đến bệnh viện rồi, thăm người ốm. Được chưa? Câu 1 thì là sticky night rồi. Bây giờ không thể nào mình đi thăm người ốm, thăm cách dùng của nó không được đúng không nhỉ? Không phải đi thăm một người rất là đẹp mà. Chúng ta dùng một từ bình thường thôi. Chỗ này là gì nhỉ? Đi gặp thôi nhá. Ai? Nè, ai ni ikimasu nè. Ai ni ikimasu nè, iku. Hay là gì nhỉ? Imoto no tanjoubi ni omimai o agemashita. Present. Ừ, đúng rồi. Chỗ này chúng ta sẽ dùng từ gì nhỉ? Không thể nào mà tặng cái sự thăm ốm mà ví dụ tặng hay tặng quà chẳng hạn là nè, cứ đê. À gì nhỉ? プレゼント ですね. Tặng một cái gì đó. Và câu số 3 này. 旅行に行って綺麗な. Nào, đi du lịch thì bao giờ người ta có một từ gì nhỉ? Ô. Ô gì nhỉ mọi người nhỉ? Ô. Omiyage ですね. Omiyage. Wow. Omiyage chữ thổ và chữ sản đúng không? Đặc sản của vùng đó. Omiyage. Được chưa? Tặng quà đi du lịch nhá. Hay. Hay. Được chưa nhỉ? Bạn là bây giờ ai chả. Mọi người thấy nào? Anh chả. Mọi người thấy rất là hay. Mọi người chỉ nghe thôi. Chỉ nghe thôi. À. Rồi. Cho đáp án thôi. Tiếp theo xin mời các bạn thử làm câu số 3. Câu này mình sẽ để chậm chậm một chút cho các bạn làm nhé. Kyoumi. Kyoumi ga arimasu. Ồ, kyoumi. Vừa nãy vừa mới nói đúng nhỉ? Kyoumi là một cụm đúng không? Bao giờ người ta sẽ là kyoumi ga arimasu và có hứng thú với cái gì thì là kyoumi ga arimasu. Dễ không? Dễ quá dễ. Rồi, 3-1 này. Kiểu như là bấm 3-1, gieo lên sung sướng đúng không nào? Ừ. Rồi thì đáp án là mấy đây? Đáp án là 1. 1 đúng không nào? Câu 2 là shumi rồi này. Ờ, shumi thì như này, shumi là gì đấy? Shumi là sở thích. Ờ, shumi là sở thích đúng không nào? Shumi là sở thích. Sở thích của tôi là bóng đá này, dễ rồi. Cái số 2. Thứ nhất, kyoumi không có dạng mà động từ như này. Kyoumi shimasu không có nhá. Ví dụ như là watashi wa iroro na koto ni gì nhỉ? Có thể dùng cái này kyoumi ga arimasu cũng được hay là gì? Chosen shimasu được. Chosen shimasu thì vẫn nghĩa nó đúng không? Không có dạng dùng động từ này, bỏ nhá. Quan tâm được đúng không? Kanshin ga arimasu được. Và câu số 4, chỗ này không phải là onaji kyoumi no tomodachi to ano hito to tomodachi ni naritai desu. Tôi muốn làm bạn với những người mà có cùng cái hứng thú giống. Thường người ta sẽ không dùng từ kyoumi chỗ này mà người ta dùng từ shumi của chúng ta. Đúng là sở thích. Có đầy câu dễ như nhá. Tôi muốn kết bạn với những người mà có cùng sở thích giống tôi. Onaji shumi nhá. Onaji shumi wo motte iru hito. Hichiyo. Rồi, hichiyo là tính từ đôi na phải không nào? Tính từ đôi na. Hichiyo có nghĩa là gì nhỉ?
cần thiết không này, trong là muốn cần thiết đúng rồi, cần thiết. Dễ không, thấy có dễ không? Đáp án mới một này, Nihon nghe ikutoki visa o hitsuyo shimasu. Đấy, bỏ luôn. Câu số 2 này, ame ga furu kamoshiremasen kara kasa o hitsuyo shite kudasai. Hitsuyo, bỏ luôn. Câu số 3, kono toshikan dewa hon no hitsuyo na peiji o copy shite kudasai. Copy shite kudasai. Chỗ này là động từ này, động từ này, và đây là tính từ đôi na này, được chưa? Câu số 4, ここ ni namae ya jūshō nado o hitsuyō ni kaite kudasai. Rồi. À mấy, xin mời các thành viên sắp đỗ à số 4 này. Rồi, ai ai đáp án số 4? Tú Hàn này. 43 này, 41 này. Chết rồi, xài hết rồi. Xài hết rồi. 43, 44. Thế mà anh bảo mọi người giỏi lắm. Trực tiếp có che gì đâu, trực tiếp vẫn được mà. Chiều không bị che gì cả. Đấy, đoạn 3 chính xác rồi. Rồi, đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 3, đúng không nào? Mình vừa mới nói rồi đúng không? Đây là tính từ đôi na nên không thể là shimasu, shimasu chỗ này được. Được chưa? Shimasu, shimasu. Chỗ này ví dụ như là Nihon gì? Nihon nghe iku toki visa ga hitsuyo desu thì được không nhỉ? Visa ga hitsuyo desu. Hay cái chỗ này là ame ga furu kamoshiremasen kara kasa o motte itte kudasai. Được nhỉ? Hãy mang ô đúng không? Kasa o mà động từ đúng nào? Đúng rồi. Với câu số 3 này hitsuyo na peiji đúng rồi. Ở cái thư viện này đúng nhỉ? Hãy người ta đã copy, đã photo cho tôi những cái trang cần thiết trong một quyển sách. Được chưa? Và câu số 4 này không phải là vẽ viết những cái tên hay là địa chỉ một cách cần thiết mà phải là gì nhỉ? Cẩn thận. Viết thì phải viết bằng ví dụ kirei ni. Kirei ni hay là teinei ni. Kirei ni hay là teinei ni, viết cẩn thận, viết sách vào cho đây cho tôi những cái đó nhá. Ok. Được chưa? Rồi và chúng ta bước sang câu cuối cùng trong phần đầu mình phụ trách nhá. Xong rồi thầy Dũng sẽ phụ trách năm câu tiếp theo. Xin mời mọi người nè. Câu số 5. Chuyên môn là gì nhỉ? Chuyên môn là gì anh? Chuyên môn là chuyên môn. Chuyên môn là chuyên môn đúng không nào? Chuyên môn thì đây nó là một danh từ nhá. Được chưa nhỉ? Nhớ này, chuyên môn đây là một danh từ chuyên môn. Hay. Rồi. Nếu mà nó muốn biến thành động từ nó phải chuyên môn teki. Được nhỉ? Chuyên môn teki mang tính chuyên môn nhá. Đúng không? Đúng không? Rồi, thế thì đáp án mấy nhỉ? Hả? Mấy, chuyên môn đấy. Nào, mọi người chọn đáp án mấy? 51. Sao mình ở Osaka đây cậu đấy. Rồi, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 1. Số 1. Chứ nhỉ? Đáp án số 1 nhỉ? 51 toàn là đúng hết rồi. Rồi. Chuyên môn của anh chứ mà. Thứ nhất, chuyên môn của anh này là kinh tế. Các bạn nhớ cái từ chuyên môn này nhá, chuyên môn là dành cho những cái người mà đã ra ngoài xã hội làm việc về chuyên môn gì đó rồi. Đúng rồi. Còn khi mà nó biến thành động từ thì người ta không dùng từ chuyên môn này, mà người ta dùng một từ gì nhỉ? Sen gì đấy? Senko. Senko. Senko là dùng được trong trường đại học. Ví dụ tôi đang gì à? Senko cũng là chuyên môn. Chuyên môn của tôi là lịch sử, chính là câu hỏi. Đúng rồi, senko suru, né, senko shite imasu, né, tôi chuyên môn về cái gì đó. Nhớ nhá. Kyo ikku wo senko shite imasu. Đúng rồi. Còn câu số 3 này đúng dạng kiểu văn nói của Việt Nam này. Tôi này, tiếng Việt mình sẽ nói là tôi chuyên môn. Kiểu như là gì nhỉ? Thảo luận hay hỏi ý kiến rất là nhiều điều từ mẹ đúng không nhỉ? Tiếng Việt mình là chuyên môn, chuyên hay làm đúng không? Nhưng mà tiếng này thì người ta dùng từ ví dụ như là dùng từ gì nhỉ? Itsumo, isne. Hay là gì đấy? Tsuneni. Tsuneni, isne. Tsuneni là gì nhỉ? Là bằng cái từ itsumo này nhá. Nhỉ, thường xuyên. Và câu cuối cùng của chúng ta này, vừa nãy mình nói rồi, đây là danh từ, xem mong là danh từ, còn khi mà muốn thành một cái gì nhỉ? Tính từ thì nó sẽ thêm từ gì đấy? Teki, isne. Phải chữ Nhật chứ. Gì nhá? Nhật. Sau gì? Biết như thế này. Tự nhiên em quên vẫn. À không, vẫn có bên trên đó. Ảnh này. Đây đúng không? Đúng rồi. Này. Hay. Senmonteki na mondai desu kara. Cái này là một vấn đề mang tính chuyên môn đúng không nào? Thế nên là tôi cũng không hiểu rõ cho lắm. Xong, 5 câu. Đúng được mấy câu nào? Mọi người đúng được mấy câu nào? Nếu mà đi thi bài này chúng ta sẽ đúng được mấy câu đây? Ấy. Có bạn hả? Senmon
kê dài thì kinh tế, đúng không? Ừ. kê dài kinh tế. Còn có bạn kế toán là cai kê. Ừ, cai kê kế toán nhá. Họ nhớ cái kê, cái kê mình là cái kê ở trong công ty này, mình là kế toán ở trong công ty, cai kê này, cai kê, kê này, đây là cai kê này, đây kế toán, được chưa? Đúng hết 5 câu cả. Xong rồi nhá. Giỏi thế. Bây giờ đến là thầy Dũng. Ờ, xin mời thầy Dũng 5 câu tiếp theo nha, mình sẽ nghỉ lấy sức. Đến ra, ok. Hakkiri. Hakkiri là gì? Là rõ ràng. Đấy, mình nói ý nghĩa cho các bạn bây giờ. Hakkiri là rõ ràng. Được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn thử làm cho mình xem nào. Hakkiri. Xem nào, em xem mọi người đọc ra là mấy đây. Nào mọi người làm đi, đến giờ của thầy Dũng rồi. Rồi, mình đã hết giờ rồi, tí nữa hẹn 5 năm câu tiếp theo nhé. Wow. Ok, giờ đấy của anh rồi. Nghiêm Quang Trung này. Không phải tờ đấy đâu. Không phải tờ này. Anh không dùng, anh để đâu. Có mà, nhưng tờ đấy, không được à. À, cái này tờ này của anh này. À, tờ này của em đúng không? Được chưa, mọi người nói nào rồi. Rồi mọi người câu số 1 anh tránh mọi người tránh hết đề của anh rồi. Hakiri không phải là tính từ bên na thế nhỉ? Em bảo anh đứng bên này này. Ừ. Anh đứng bên này. Hakiri thì đi kèm với sự á. Bạn nhớ nhá, Hakiri anh đi kèm với sự. Sang bên này đi. Rồi mọi người nhìn nhá. Hakiri sự thêm một cái sự này. Sự hay là con chơi là shita cũng được. Shita. Hakiri shita. Được chưa? Ok. Rồi. Đấy, đọc chưa? Nào mọi người ơi, đây xong đề số 2 rồi. 6, 3, 6, 4 cái gì? Nào, thầy bán dáng quá. Nào, mọi người sang đề mới mà cứ nhìn nhá. Đây là lượt đề số đề lần 2. Câu số 1 đang mấy nhỉ? Câu số 1. Ôi, thôi chúc mừng sinh nhật. À, chúc mừng 20 tháng 11 để sau đi. Nào. Thế này mọi người ghi ra. À, 1, 4, ok. 1, 4. Xong mắt của đồ à. やりたくないとはっきり言った đúng không? はっきり言った là chính xác đấy. Là nói một cái rõ ràng. Thế nhưng はっきり bao giờ thường đi kèm với động từ いった đấy. はっきり言った hoặc là thêm chữ tố hoặc được. はっきり言った nói một cái rõ ràng là đúng không? Đó là việc em không muốn làm. そんなことはやりたくないとはっきり言った được chưa nhỉ? Câu số 1 này. カンさんははっきりな理由がないのに学校を辞めた. Tức là gì nhá, anh Can này anh gì nhá, không có một lý do rõ ràng nào thì đây là tính từ, à, đây không phải là tính từ nên là không phải tính từ nên là thì chúng ta phải thay là hakiri shita nhá. Ừ. Thì mới đúng, là gì không có một lý do rõ ràng nào vậy mà anh ấy đã nghỉ học, được chưa nhở? Hay nhớ nhá, không phải tính từ nên là, ok. Tiếp theo, kyo wa asa kara tenki ga hakiri shiteru. Thời tiết rõ ràng à? Nghe nó không chuẩn rồi đúng không? Phải thời tiết để dễ chịu đi. Có một từ này, sukkiri. Sukkiri shiteru. Được chưa nhỉ? Sukkiri shitemasu. Được chưa nào? Sukkiri còn có một nghĩa nữa, đó là chữa bệnh hoàn toàn. Ví dụ đây này, khỏi hoàn toàn thì phải viết câu này chẳng hạn. Byouki ga sukkiri naotte yokatta. May quá, bệnh nó khỏi hẳn rồi. Được chưa nhỉ? Khỏi hẳn rồi. Nhớ nhá. Dễ chịu này, khỏi hẳn này. Được chưa? Ví dụ mình đi vệ sinh mà bạn đi vệ sinh xong chạy ra. Sukirista. Sukirista. Được chưa nhỉ? Ừ. Hay. Hay chúng ta đi đến một từ tiếp theo này. Câu tiếp theo nhá. Ok. Được chưa? Anh cứ làm đi. Câu số 2 ok. Mọi người tập trung nghe thầy giảng nhá. Có chịu nghe thầy giảng không đây? Sao cứ bấm cái gì đấy? Hay. Được chưa? Rồi sang câu số 2 trong phần của thầy Dũng nào, xin mời các bạn. Đây các bạn làm đi. Anh xem ạ. Đấy em xem mọi người nhìn đáp bằng mấy. Câu này là lên lắc liên lạc, anh biết rồi đúng không? Ừ. Lên lắc liên lạc, ok. Câu 2 đáp án mấy nào? Ừ, câu 2 nào. Rồi ôi, thôi không phải chúc nữa. Rồi 2-1, cảm ơn Đỗ Huyền nhá. Rồi làm bài tập nào. 2 mấy? Sensei chữa nhầm đề N4 rồi. Không, đây là đề N3 đấy. Nói cho mọi người biết là mọi người thấy dễ thôi, nhưng mà đi thi nhiều lúc nó kiểu hơi bị cuống ấy. Với cả ở nhà mình chữa như thế này các bạn sẽ thấy dễ thôi, còn đi thi chúng ta sẽ bị hơi bị phê đấy. Nào, 2-1, 2-3, thấy chưa?
Có mỗi câu 2 này thôi mà cũng 1, 3 kìa, lẫn lộn kìa. Nào, mấy nào? 2, 1 này, 3 này, úi giời ơi. Để cứ đánh lô tô thế này ý hả? Trời lạnh rồi liên lạc đi. Đâu cái gì trời lạnh rồi liên lạc đi là cái gì? Liên lạc ai đó liên lạc đúng không? Đấy chưa, mọi người cứ 3-1, 3-1 lung tung như này. Hãy xin mời anh đáp án. Ở đây là 2 mà. À, đây có 2 đúng không? Ừ, nhưng mà tôi là mọi người chọn 3-1 lung tung đây. Ê, to. Đây, to là chi để xem cả lại. Lên lắc cửa tạ, đúng không? Ừ. 10 năm trôi qua rồi thì nhà tôi đã có cái liên lạc của gì nào? Một đứa bạn. Được chưa? Chính là câu này đấy chưa? Rồi. Bên lá cự. Thế nào? Tiếp theo. Bởi vì sao có một sai? Yamada san kara kita hanashi đấy. Kita. Kita. Kita hanashi ni yoru to theo như câu chuyện mà tôi đã nghe từ anh Yamada. Thì mới là đúng. 2.001 người xem này. Được chưa nhỉ? Kita. Kita. Được chưa? Vậy câu số 2 thì phải là như thế nào? Tôi đã Rai siu ai tai tô đây là biết là bức thư hay là cái gì đó. Imoto ni renaku o kakimashita. Không phải renaku mà là mail đấy nhé. Tôi đã viết một bức thư gì nhỉ? Cho đứa em gái của mình là tuần tới thì nhỉ? Anh muốn gặp em. Viết liên lạc. Được chưa? Còn cái câu này, câu cuối cùng là Kanoso wa yoku tegami o kureru, tức là gửi cho tôi đấy. Thường xuyên là người, cái này bỏ lên lát lượng được. Là người thường xuyên gửi thì sao? Gửi thư cho tôi. Không còn được tính từ gì cả. Không có gì này. Không sao, anh cứ dạy đi. Được chưa nhỉ? Hay là có một từ đây là himpang được này. Himpang hay là trong chỗ này sẽ là từ mame được này. Mame. Mame là người cần cù chịu khó cái gì đó. Hay, được chưa? Mame này rồi, được rồi. Hay. Chúng ta vào câu tiếp theo nhé. Vẫn có người sai, không phải đùa đâu nhá. Đấy, tiếp chúng ta sang từ tiếp theo, câu số 3. Thay, từ từ á, cái câu này mình bỏ qua đi. Mình sẽ biết câu này. Thay đổi đề nhá mọi người nhá. Số xin sẵn. Câu này thay đổi số xin sẵn, hazimete no ito. Số xin sẵn gì đấy nhé. Số xin sẵn là những người lần đầu tiên. Số xin sẵn thay bằng cái câu hajimete no ito bằng nhau mà. Đấy. Type là gì có thực chất đó. Không. Lỗi này. Này. Mày làm đi, type là gì? Type là loại. Loại gì đó. Anh em vừa nãy 2001 người xem đấy. Bây giờ 2.000. Hay xong chưa nhở? Mình cứ làm đi. Mọi người phải đọc đáp án đi. 3-3, 3-1, 3-4 này. 3 này 3 mấy đây? Thấy chưa? Cứ ngồi ở nhà mà nói dễ đi. Đấy, mấy cái câu này mà cũng sai này. Khổ thân không chứ đấy. Đấy, 4 shikanai này. À, yon shikanai này. Yon shikanai. Yon shikanai là gì? 4 shikanai. Chỉ có 4 là thôi đúng không? Ừ. Chính xác. Yo shikanai desu. Ok. Kono kikai wa tsukue no ue ni oite tsukau type desu. Cái máy này là loại gì đây? Là loại mà chúng ta sử dụng khi mà chúng ta để ở trên bàn thế. Là loại mà chúng ta để ở trên bàn để chúng ta sử dụng. Được chưa nhỉ? Ừ. Câu 1, câu 1 thì chúng ta phải thay bằng cái gì? Sô xin sạ này. Muke no là sô xin sạ. Muke no. Mukeno không phải nam đó nhá. Mukeno mono này, tức là rau này. Rau thì là cái rau này dễ trồng mà nó là loại rau mà dành cho những người gì nhỉ, mới bắt đầu trồng rau này nhé. Chứ nói như này là người nhà người ta hiểu. Tiếp theo câu thứ hai, kyo wa samui no, cái này không phải, cái này là gì? Tenki này, thời tiết. Tenki thế nào? Tenki. Tenki là gì đây? Thời tiết đúng không? Là gì ạ? Kyo wa fuyu no tenki rashi samui hi desu ka? Hôm nay là một ngày lạnh. Rashi là gì cô? Rashi là nghe nói. Không, rashi là nghe nói nhưng trong câu này không phải. À, đậm chất. Đúng rồi. Là một ngày lạnh, đậm chất.
của thời tiết mùa đông nhé. Thế nào? Hay câu cuối cùng, à câu 3 này. Tai vụ ở đây không đây rồi này. Men, nó có một từ này, men, 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 men là chính gì đó, chính gì đấy, chính. Đây là bản tin thời sự, nhớ chưa? Đây là bản tin thời sự. Lấy tin chính trị này, làm chính nhé, làm tin chính nhé, được chưa? Đây là bản tin thời sự, lấy chính trị, làm tin chính, được chưa nào? Ok, dễ rồi đúng không? Chúng ta chuyển sang câu thứ tư này. Wow. Ừ sai, câu này ai cũng biết rồi. Câu này thì không phải nói ý nghĩa nữa. Mà nó cho các bạn tự làm. Học hết L3 thì phải hiểu được ý nghĩa của từ này rồi. Học hết L3. L3. Thỉnh thoảng chưa phải dũng tí. Được chưa? Cố lên mọi người ơi. Đúng rồi. 1.800 anh em, vừa nãy 2.001 anh em. Bây giờ phải học cùng nhau đúng không nào? Cố lên. Ừ sai, tao ăn. Nó bị đơ mà. Em chứ không phải em muốn làm thế này đâu. Đấy, phải cho nó bán thôi. Không phải đâu. 3 là 4, đây là 4 là mấy mà. Chỉ nói bảo là máy nó bị đơ không hiện lên mà. Mọi người đang đọc à? Koromo ga ookina koe de hanashite ite urusai desu. Urusai. Urusai là gì đây? Urusai. Đấy. Đáp án của chúng ta là gì? Nhìn thấy rồi đúng không? Đáp án số 1. Ok. Koromo ga ookina koe de hanashite ite urusai desu. Ôi bọn trẻ nó nói gì nhỉ? Nói rất là to. Ông nghĩ hết cả đây. Urusai desu. Thì câu này chính xác luôn. Urusai desu. Đấy. Tuy nhiên khi mà hai người đang nói chuyện với nhau, thằng kia nói là nó phải urusai thì ý ám chỉ là lắm mồm. Đấy. Câu số 2 nhá. Okhetsan ga taksan kite urusai ni natta. Câu này tính từ là sai. Urusai là tính từ đuôi gì nhỉ? Tính từ đuôi na đúng không? Ừ. Nhưng mà ni natta. Nhưng mà khách đến rồi lại khách đến thì nó lại ấm ý cả nên là nào? Khách đến thì mình phải nói là gì nhỉ? Tấp nập đúng không nhỉ? Thì chúng ta dùng từ là nigiaka. Tấp nập, vui vẻ, náo động. Nigiaka ni natta. Được chưa? Hay, tiếp theo, số 3. Ano ito wa yana hanashi bakkari shite ite mendo na hito desu ne. Mendo. Mendo na hito desu. Mọi người nói mendo na hito desu. Anh ấy là một người phiền phức, suốt ngày nói chuyện những cái câu chuyện mà tôi không thích. Được chưa? Yana hanashi bakkari shite mendo na hito desu. Câu cuối cùng số 4 này. Sukue no ue ni wa hon ga urusai hodo aru. Sao lại urusai? Tức là ở trên bàn thì có đầy sách đúng không? Có nhiều, trong tiếng Nhật có một từ là yama hodo aru đấy. Có nhiều đến mức mà gì nhỉ? Như là núi. Sách này có nhiều đến mức như núi. Được chưa? Yama hodo aru. Sao? Câu tiếp theo, câu số 5. Haku. Haku ở đây là mặt. Mặc cái gì, mặc quần hay mặc áo thì đến thời điểm này thì các bạn biết nó là mặc gì rồi đúng không? Thử xem nào. Nào đi. Em không xem không đỏ. Nó có hiện lên rồi. Không hiện. Bên 53, 53. 53, rồi. Các bạn thả tim nhiều quá lát hết cả máy, khổ. 53. Ừ, 53. Sao Mộc Thiên vẫn 1 đây. Thanh Trí đau hết cả đầu. Đức Hải mặc quần. Ngồi trả lời rất là hay. Đấy, chính xác. Ừ. Hạc cự. Nhiều bạn không đọc một chỗ này bởi vì nó chia dạng khả năng này. Hạc kê được chia sang dạng khả năng là gì nhỉ? Hạc kê được. Nhớ chưa? Hạc kê được. Tức là câu này là gì đấy? Hạc kê nai thì chia ra là hạc kê nai này đấy. Tự bỏ lên hạc kê nai này đấy. Tức là không mặc được nữa, đúng không? Mặc được, không mặc được. Tức là gì? Dạo này béo quá, không mặc được quần nữa rồi. Tức là dạng khả năng lên đứng trước đó là trợ từ cá. Được chưa nào? Chính xác rồi, bà. Có gì khó đâu. Câu 1 là sát sự là áo rồi thì là cái áo này vẫn còn mặc được. Thì nhưng mà mặc phải dùng từ là ký đựng đúng không? Ký đựng, cái này là tốt. Đúng không? Ký đựng.
vẫn mắc được trên dạng khả năng là kỳ đa đây được đúng không? Kỳ đa đây được đúng chưa? Hoặc là kỳ đây được cũng được, bỏ chữ đa này không có vấn đề gì cả. Kỳ đây còn kỳ đa đây rồi. Sensei wa suteki na boushi wo haeteru. Đây là nội ngũ rồi, kaburu đúng không? Kabutteru đúng không? Kabutteru. Và cuối cùng là gì đây? Cái nhẫn này thì là watashi no yume ni wa hakenai, thì haerenai ですね. Haerenai. Không vừa được nhé. Haerenai. Hay là haeranai cũng được. Haeranai hoặc haerenai đều được hết. Haeranai. Haerenai. Rồi. Được chưa? Ok. Vất vả cho anh quá. Nào. Xong chưa? Rồi. Xong 5 câu tiếp theo thầy Dũng. Chúng ta đã xong 10 câu và 5 câu tiếp theo mọi người đúng hết không? Thấy chưa? Cứ tưởng là dễ đi, cứ tưởng là ngon ăn, xong cuối cùng bây giờ đúng sai không? Nhiều đúng không? Đúng vào đây đúng không? Đó, mọi người thả tim nữa. Hay. Mọi người ơi, mình lùi một chút là bây giờ bởi vì là khá là đông người xem mà các bạn comment cũng nhiều nên là cái đoạn mà thả tim thả like thôi bây giờ mình không cần nữa. Các bạn ngồi xem với cả ngồi chữa bài nhá, với cả chọn đáp án, khoanh đáp án cũng được. Còn lúc mà chúng ta nghỉ giữa giờ, cuối giờ thì tim với like sau nhá. Ok, và chúng ta sẽ bước vào 5 câu tiếp theo mà bây giờ mình sẽ chữa. Xin mời. Câu đầu tiên đúng không? Mọi người, đây là đề số 3 nhá. Cứ 5 câu 1, 5 câu 1. Đây là mọi người thanh chọn đáp án là 1 chấm mấy nhá. Câu 1 mấy điểm. Rồi, đầu tiên một từ vạn sự khởi đầu dễ nào. Soro soro. Sắp cái gì đó câu này. Không, em bấm nhỉ. Đâu? Ảnh quá đáng. Câu này dễ quá rồi còn gì nữa. Ừ. Câu này cho nó đáp án đi. Từ từ. Tức là trong cái N3 thì chúng ta sẽ quen thuộc nhất luôn một câu là gì nhỉ? Mo sugu shichiji dakara soro soro shitsurei itashimasu. Né? Thế nên là chúng ta sẽ chọn luôn đáp án của chúng ta, đáp án số mấy nhỉ? Đáp án số 2. Câu này dễ nhất luôn đúng không nào? Nên câu này tuyệt đối không thể nào mà sai được. Mình sẽ chữa nhanh nhá. Thế còn ví dụ như câu số 1 này, tomodachi ga dai ano dai getsu kuni kuni e kaeru node. Thế nhỉ? Kibishi ano sabishii desu. Bạn tôi tháng sau phải nó về nước, thế nên tôi gì nhỉ? Không thể nào sắp sửa buồn được mà phải tôi gì nhỉ? Totemo desu ne. Totemo sabishii desu. Được chưa? Đấy, nhấn mạnh thế. Hai câu số 3 này, cái gì nhỉ? Là ichichikyu ban desu ka? À, đúng nhỉ, đọc từng số 1 đúng không ạ? Ichichikyu ban desu ka? Kaji desu. Soro soro kite kudasai. Câu này không phải, số 119 à? Ở đây 119. À, 119. 100. すみません. 119 番ですか? カジです. Ở đây chúng tôi có gì nhỉ? Có cháy nhà. Thế nên là không thể nào mà sắp sửa đến mà gì nhỉ? Ha? 早く, ですね. 早く来てください. Đến nhanh lên, đến nhanh lên. Được chưa? Và câu số 4 chúng ta sẽ chọn đáp án nào? こんにちは. Gì nhỉ? そろそろ, つくなりましたね. Được nhỉ? Câu này giống như câu kiểu như chúng ta chào nhau trong thư chẳng hạn. Nó xin chào. À, trời gì nhỉ, trời đã nóng lên rồi thì chúng ta dùng từ solo solo không được mà chúng ta phải dùng từ dan dan nhé. Dan dan gì? Dần dần. Trời đang nóng lên dần dần rồi nhỉ. Được chưa? Rồi, câu đầu tiên rất là dễ như vậy nhá. Đấy, câu số 2 cô. Xin mời, câu số 2. Ừ. Câu số 2 chữ này đọc là seki. Ok. Seki là gì nhỉ? Seki là ghế ngồi hay chỗ ngồi? Ngồi. Chữ này chúng ta dịch bằng chỗ ngồi. Ừ. À, có hai cái nói về chỗ ngồi hay ghế thì chúng ta có một, các bạn hay bị nhầm với một từ này, từ gì nhỉ? Đây là từ gì nhỉ? Từ này là isu đúng không nào? Isu là gì đấy? Là cái ghế. Còn đây là seki là chỗ ngồi. Cái ghế khác mà chỗ ngồi khác nhá. Thế thì chọn nào? Tại vì trong có từ có chỗ ngồi á, mà anh nói từ chỗ ngồi á. Ừ. À, ghế ngồi à? Anh nói từ ghế ngồi. Ừ. Nên là sẽ bị nhầm hai cái này. Ừ. Một là cái ghế nói chung, còn hai là chỗ ngồi là gì nhá. Thế chọn đáp án mấy đây? Câu số mấy nhỉ? Đấy. Câu số 2 đáp án mấy nào? Đi thi nhỉ? Mọi người chọn đáp án 2. Đúng rồi. Chúng ta sẽ chọn đáp án 2 rồi đúng không nào? 自分の席、自分の席 に座ってください. Xin mời hãy ngồi vào chỗ ngồi của mình nhá. Đấy nhỉ? Xin mời hãy ngồi vào chỗ ngồi của mình. Thế còn tất cả những cái số 1, số 3, số 4 chúng ta đều sẽ thay bằng từ ý sự là một cái gì nhỉ? Cái ghế thực thể. Đấy nhỉ? Cái ghế thực thể. Hãy xếp những cái bàn và những cái ghế. Được chưa? Hay là gì đấy? À, tôi đã mua hai cái ghế. Được chưa nhỉ? Ở trung tâm thương mại. Và số 3 là gì đấy? À, số 4 là gì đấy? Có cái ghế ở gì đây nhỉ? À đâu?
chỗ này có thể dùng từ ít sự hoặc là từ gì nhỉ? Từ ít sự cũng được, hoặc là từ benchy này. Benchy. Benchy là gì nhỉ? Cái ghế dài ngoài công viên. Được chưa? Tóm lại 1 3 4 đều phải là cái ghế thật nhá. Còn đây là chỗ ngồi của chúng ta thôi. Ok. Ok. Chúng ta cơ đúng không nào? Hình như cứ đến bài cô Thanh là dễ đúng không? Ờ chết rồi. Rồi, câu số 3 hơi khó một chút. Hai Ken Simat là khiêm nhường nữ. Khiêm nhường nữ thì tôi nói, nhớ chưa? Xem bắt đầu là tôi. Hết. Anh ấy, câu của em anh cứ nói luôn mọi người trả chữ. Ở đây có mấy từ của tôi cơ. Nào, cái này mà không chắc về tôn kính nữ và gì nhỉ? Và khiêm nhường nữ thì sẽ hơi bị khó nhá. Ừ. Đấy, thế là câu 2 sai rồi, không sen sai rồi. Ừ, rồi. Thứ nhất, cái từ haiken shimasu này bao giờ cũng là phải là động từ mà chủ thể là mình. Được chưa? Chủ thể là mình, nói về hành động của mình. Bởi vì đây là gì nhỉ? Là khiêm nhường ngữ mà đúng không nào? Thế nên là chúng ta sẽ chọn đáp án 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 3, 3, 2. Sao lại chọn 2? Sao bảo 2 là sai? Anh thấy chưa? Đấy. Được hai câu đầu dễ, xin mời làm câu số 3. Nào, câu số 1 nhá. Watashi wa kino shinbun wo haiken shimashita. Rồi. Các bạn nhớ nhá. Có những cái bước như sau. Ví dụ, chúng ta có từ đầu tiên đây là gì nhỉ? Haiken suru. Là khiêm nhường ngữ, là hành động của mình nói với gì đây nhỉ? Nói với người trên, cấp trên. Là trong trường hợp cực kỳ lịch sự nhá. Tiếp theo động từ của nó, động từ này của nó là gì nhỉ? Động từ bình thường sẽ là gì đấy? Mimasu nhé, miru là nhìn, nói hành động, nói chung, nhìn bình thường, dùng từ bình thường. Và cuối cùng, khi mà nó muốn thể hiện hành động của ví dụ bình thường mình nhìn là mình chỉ mimasu thôi, hay là mình nhìn của cấp trên thì mình là haiken shimasu. Còn ông mình đang nói về hành động nhìn của ông giám đốc chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải dùng từ gì nhỉ? Bố? Bố gì đây? Trong tín ngữ học rồi đúng không? Tôn tín ngữ đúng không nhỉ? Godan ni narimasu ne. Godan ni narimasu naru. Đây là tôn kính ngữ, đây là thể bình thường. Còn đây là thể gì nhỉ? Khiêm nhường ngữ. Được chưa? Nói cái này là hiểu chưa? Rồi, 3, 3, chọn đoạn 3 nhỉ? Câu này chúng ta sẽ dùng từ mimasu. À đúng rồi. Đúng rồi, mimasu câu số 1 không được. Câu số 2, nhìn này, sensei. Đây là hành động của sensei, là người chúng ta phải tôn kính ngữ. Thế nên chúng ta sẽ phải dùng từ go. Godan ni narimasu. Còn câu số 3, đây hành động của tôi đối với gì đấy? Đối với gia đình của ai? Của giám đốc. Thế nên chúng ta phải dùng khiêm nhường ngữ. Và chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án số 3. Được chưa? Và câu số 4, watashi wa depato de tomodachi no okusan wo mimashita. Tôi đã nhìn thấy, hay là mikakemashita. Bắt gặp, bắt gặp chứ không dùng từ hai kia như này. Với cả hai nữa là gì nhỉ? Tomodachi no okusan, bạn bè thôi nhá. Đúng không? Được chưa? Ok. Đấy, câu số 3 có vẻ hơi khó một tí đúng không nào? Rồi, xin mời làm câu số 4. Câu số 4 này là gì đây nhỉ? Tsutomeru là gì nhỉ? Làm. Bằng với từ hatarakimasu. Tuy nhiên hatarakimasu là de hatarakimasu. Sao đấy? Không, còn gì đấy? Còn đây là tsutomemasu là thường là kaisha ni tsutomemasu. Đúng nhỉ? Kaisha ni tsutomemasu. Làm việc cho đâu đó hay làm việc cho công ty nào đó. Thế thì gợi ý như vậy rồi đúng không nào? Thế nên là chúng ta sẽ phải chọn được đáp án mấy đây nhỉ? Nhìn. Ni tsutomeru. Đâu? Ni tsutomemasu. Nhớ cái cụm này nhá. Ngày hôm nay nhớ luôn này. Kaisha ni tsutomemasu. Làm việc cho công ty nào đó bằng với kaisha de hataraite imasu. Đáp án số 1. Bố tôi. Đúng hết không? Rồi, bố tôi làm việc cho công ty máy tính, được chưa? Câu 2, tại sao? Câu số 2. Tương lai thì tôi muốn gì nhỉ? Muốn làm việc không thể ố như này được với từ tôi mê được. Mà chúng ta thì tương lai tôi muốn mở một công ty cho riêng mình thì chúng ta dùng từ gì nhỉ? Động từ tsuku. Tsukurimasu ne, động từ là tôi muốn mở công ty cho riêng mình. Tsukuritai desu ne. Câu số 3. 毎日8時に勤めています
không tại làm việc hoặc shigoto shimasu ví dụ shigoto shimasu hay là shukin shimasu cũng được nhá. Cái này làm việc đi làm lúc 9 giờ mà đi làm lúc 9 giờ chúng ta có thể dùng từ gì nhỉ? Shukin shukin. Mọi người biết từ shukin không? Shukin là gì đấy? Shukin là đi làm đúng nè. Ví dụ kaisha ni demasu đấy thì nhỉ. Okay. Đấy, và câu số 4. Chỗ này không phải là tsutometa tôi đâu. Đấy nhỉ, người ta ít khi nói. Người ta không nói từ tsutometa mà bình thường đấy nhỉ. Shigoto nè. Sao anh cứ đổi đuổi em đấy? Không, anh đổi đâu. Nhanh, em không kịp nói á. Cứ nói đi. Shigoto ga owatta to desu ne. Owatta to. Ne, kaisha no hito to biru o nomimasu. Được chưa? Rồi, xong 4 câu. Nào, 4 câu này của cô Thanh sẽ làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Bây giờ tiếp sang câu cuối cùng nhá. Câu này quá dễ rồi. Không dễ đâu. Ô dê. Ừ. Câu này nhiều người sai lắm, mình tin chắc sẽ nhiều bạn sai lắm. Ô dê. Ô dê là cái gì? Ô dê là danh từ. Trước tiên như thế nhá. Danh từ nhiều đúng không? Nó bằng với tắc sang. Bằng với tắc sang. Tuy nhiên 53 kìa. Nhưng mà có 53 rồi đấy. Ừ. 53 53 53. Ok. 53. Mọi người 53 đây. Đây đó 53. Rồi, nghe như là 53 nhỉ. Rồi, đáp án của chúng ta số 3 quá nhầm sao sao lại bảo số 4 không? Không. Có nhầm sao số 4 không? Không ai nhầm. Được chưa? OZ là nói về đông, về con người nha mọi người nhá. Còn nếu mà chỗ này chúng ta có lẽ chỉ nhầm giữa 1 và 3 và 4 thôi, được chưa nhỉ? Bởi vì là gì đấy? Bởi vì là 4 thì các bạn bảo là cũng là nhiều đấy. Oze no sakana. Tuy nhiên chỗ này người ta chỉ dùng từ taksa. Taksa no sakana. Bởi vì là oze chỉ nói về người thôi. Đám đông chỉ người nhá. Còn ví dụ câu số 1 chúng ta sẽ gì nhỉ? Hon ga taksan arimasu ne. Taksan arimasu là ippai arimasu. Hay là kino ryori wo ippai tsukurimashita. Hay là taksan tsukurimashita. Sao? Rồi. Vừa đây bị lãng mạn không? Rồi xong. Tiếp theo, 5 câu của bạn Thanh đáng yêu và xinh xắn. Bây giờ xin mời các bạn có thể bấm like và bấm tim để tiếp theo chúng ta sẽ nhìn bài giảng của thầy Dũng. Yeah! Xong rồi, xem luôn đi. Hay! Ôi, ý mà lên bộ. Cứ tiếp theo nha. Câu 1 của bạn 64. Ý mà lên bộ. Ý mà lên bộ. Tiếng Việt có nghĩa là sắp sửa đến nơi rồi đó. Sắp sửa đến nơi rồi. Đến nơi rồi. Ví dụ như là sắp rơi đến nơi rồi, sắp gì nhỉ? Sắp rách đến nơi rồi đúng không? Sắp mưa đến nơi rồi. Nhớ nước đấy, cắn nước không? Thì đáp án của chúng ta thì câu này vẫn còn bạn sai. Đó, đúng là 5 rồi. Tên em nói làm nhanh lên để còn đi ngủ cả 10 giờ rồi. Bây giờ cũng 10 giờ rồi. Hôm nay của giờ học của chúng ta cũng kêu phải tính rưỡi đấy. Thôi 11 giờ đi ngủ nhá, cố lên. 30 phút nữa rồi, nhìn sao xong rồi. Toàn những con người tâm huyết ở đây. Đáp án à. Một là mấy này, 1, 3, 1, 4 là nào, có 2 đáp án là nào. Thấy chưa, vẫn có người xài này. 1, 3, 1, 3. 1, 3 1, 3 là nào. Phải đâu. Làm gì đấy. Đáp án của chúng ta là gì nhỉ? Cái dạng nhưng mà đến 1 đi mà B mát sự bỏ mát sự đi cộng với số số des thì chúng ta có chỗ nào có số này ý mà như bộ đi về mát sự không mát sự bỏ số các bạn bảo là thầy đi muốn gợi ý trước kìa. Anh cứ dạy đi gợi ý gì đâu thế là chúng ta sẽ có đáp án là số 1 số no cô á ý mà như bộ nakidashi so datta tức là gì nhá đứa trẻ đó thì nó sắp sửa khóc đến nơi rồi. Đúng chưa? Câu 3 này sai bởi vì sao? Thì không có sắp sửa cái gì cả. Solo. Được chưa? Sắp sửa đến rồi, có lẽ là sắp sửa đến rồi, được chưa? Solo. Được chưa nào? Tiếp theo, câu số 2 này. Chichi wa ima do desu ne. Bây giờ desu ne. Ima shigoto shite iru hazu desu. Chắc chắn bố tôi bây giờ đang làm việc. Được chưa? Hai. Tiếp theo. Kare wa ima. Ima được hay là genzai được nhé. Genzai. Genzai là gì? Genzai là hiện tại đúng không?
anh ấy đang sống ở Tokyo hay là bây giờ anh ấy đang sống ở Tokyo đều được hết. Không chưa? Câu này dễ quá rồi. Thế sang câu tiếp theo. Eto, câu này sẽ là ông đã sự nhớ ra cái gì đó. Đó là omoidasu. Có hai câu để chúng ta phân vân đúng không? Ủa sao cái gì đây? Mình làm gì? Anh lúc làm đấy. Giống mọi người giống em à? Đấy, mọi người đang ấy mà. Anh chờ làm gì? Được chưa? Anh hiểu ông đa sự là nhớ ra. Nhớ ra thì họ nhớ ra. Xem ở đây có nhớ ra gì? Nhớ ra những chuyện. Chuyện gì đây? Chuyện khoản à? Kono sashin o miru to koromo no koro no koto o omoidasimasu. Ơ, câu này có vẻ đúng đấy nhỉ? Ừ, nhỉ? Thế, nhìn vào bức ảnh này hay là khi trông thấy bức ảnh này thì tôi lại nhớ ra những câu chuyện thời còn nhỏ. Đúng không? Thì câu này chúng đúng luôn rồi. Không phải phân vân làm gì nữa. Đúng không? Câu số 2 này. Pascon wa muzukashii desu ne. Sugu ni wa omoi dasemasen. Đúng rồi. Không được nhớ ra được ngay à? Nhớ ra ngay chúng ta dùng từ omoi thôi đúng không? Sugu ni wa omoemasen. Omoi. Đúng không? Omoemasen. Sự omoemasen, omoeru. Được chưa nào? Tiếp theo. Kare wa itsumo ii idea o takusan omoedasu hito. Câu này là gì đây? Hito. Anh ấy là người. Là người thế nào? Là người lúc nào cũng, đúng không? Là người lúc nào cũng nghĩ ra, chứ không phải nhớ ra, thấy chưa? Nghĩ ra thì chúng ta dùng từ là omoetsuku, được chưa? Omoetsuku. Idea các bạn nhớ nhé. Idea là đi với là omoetsuku. Được chưa? Nghĩ ra cái gì đó. Được chưa nào? Tiếp theo. Câu số 4 này. Mô 60 sai đà ga omoidasute. Omoikitte desu ne. Nó là được omoikitte. Omoikitte. Omoikitte là quyết tâm làm điều gì đó nhỉ? Quyết tâm. Đi du học, điều đó cứ sự cố tổ nên sao? Tôi đã quyết tâm gì nhỉ? Quyết tâm để đi du học. Các bạn 60 tuổi rồi người ta vẫn còn quyết tâm đi du học. Mình có 25, 30 tuổi thì tại sao không đi du học? Đúng không? Thực ra ở bên nước ngoài ấy, thì người ta sau khi người ta làm xong, người ta nghỉ hưu rồi á, thì bây giờ người ta không có việc gì làm á, người ta cũng muốn đi học. Ở bên nước ngoài thì người ta học hỏi thêm những kiến thức mới, hay là ở trong trường ở bên Nhật của mình ngày xưa ấy, mình cũng học. Mấy ông bà già cũng vào trong trường học á. Tức là già rồi họ vẫn đến trường. Được chưa? Hay, ok chưa? Tiếp theo nhá. Hay. Tiếp theo, Buzi. Buzi. Buzi là gì? Buzi là bình an vô sự. Cái gì đó bình an vô sự. Đây các bạn thử xem nào. Bình an vô sự. Nazumai. Em xem mọi người trả lời chưa? Không ai trả lời. 31. À phải đọc đã. Lai siêu yô tây là nơi đây chữ mô. Bù gì đấy. Tiếp theo. Sên sô nô nai. Bù gì là sê gai ni. Mình đọc các bạn là sê gai ni nát tê hô si nè. Ô kà gê sa mà đê. Bù gì ni. Dù gió gà. À hát biểu gà. Ô vắt tạ. 無事な旅行を楽しんでくださいね。はい、OK。はい、決まっちゃうね。あ、順番。ダダンスオープン。あ、ほんま。でも、ダンスオープン。にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん。はい。オンチャイ、おかげさまで、発表だぜな。だけど、もう一回、とって、ピンアンブス。でしょ。Đây là làm chính thật của ta. Bút gì ní thì chúng ta cho vào dùng sau bán nhận được. Bút gì ní cũng hoàn tặng. Để ok. Ông cho vào phía trước không sao nhá. Ok. Câu số 1 này. Lai siêu gà. Yô tê gà nai nô lệ y chữ đế mộ. Lai dơ vừa đẹp. À anh à. Tuần tới thì em không có lịch gì cả đâu. Nên là lúc nào cũng ok. Lai dơ vừa ok. Đấy. Được chứ nhỉ? Đấy.
Câu số 2 này, thay mưa gì là xê cai, phải chúng ta phải là hê hoa được đấy. Hê hoa. Thế nào? Hê hoa na xê cai ní, na thê hô si. Tôi muốn có một thế giới mà mình không có chiến tranh, đúng không? Tiếp theo, câu số 4 thì chúng ta không cần phải nói cái gì cả. Dù cô, thằng hô xin đi theo sai. Ok rồi nhá, được chưa? Thế nào câu tiếp theo. Câu số 4. Ôi, cái gì chạy này. Số 4 à. Toshiue là hơn tuổi. Được chưa nào? Hình như cứ vào làm bảng thì Dũng mà sai nhiều. Khó hơn à? Cố lên, tí nữa 5 câu cô Thanh thì lại đúng hết 5 câu là được rồi. Nào nào đi, Toshiue. Nhìn qua có vẻ bên này đấy. Hơn tuổi. Là người lớn tuổi, hơn tuổi đấy. À, 44 này, 42 này, 43 này. Trời. 2, 3. Mình sẽ cho đáp án luôn thế chứ. Tôi sẽ lớn tuổi, hơn tuổi. Kono class no gakusei no naka de. Trong số những học sinh trong lớp này thì tôi là người lớn tuổi nhất. Được chưa? Có nghĩa là lớn tuổi. Kinh desu ka? Người lớn tuổi. Còn câu đầu tiên thì tại sao? Câu đầu tiên thì nhá. Konoko wa mada dewa nai kara. Vẫn chưa phải lớn tuổi à? Không được đúng không? Ví dụ 6 tuổi chẳng hạn. Đúng không? Rokusai dewa nai kara gakko ni ikenai. Đứa trẻ này vẫn chưa 6 tuổi nên là gì nhá? Chưa thể đến trường được. Đúng nào? Đấy, câu tiếp theo. Watashi no joshi wa watashi yori wakai ga. Tức là gì nhỉ? Cấp trên của tôi thì trẻ hơn tôi, nhưng mà ở trong công ty thì anh ấy là người trên tuổi. Rõ là trẻ hơn thì. Thì câu này chúng ta phải thay từ senpai nhé. Senpai. Ok? Senpai. Tiếp theo câu số 3. Tanaka senpai wa watashi yori tosuyue ni daigaku ni ryugaku shita. Cái câu này phải nói là saki ni được đấy. Vâng, tức là anh senpai Naka thì anh ấy đã nhập học vào trường đại học trước tôi, hơn cả tôi nữa. Thế nào? Ok. Tiếp theo nhá. Giảm xuống này anh đại bài ca này. Thế cứ dạy thì không quan tâm làm gì, kệ người ta. Tiếp theo. Miss là lỗi. Lỗi gì đó, thấy chưa? Thảo thì là gì đây? Câu 1. Dĩ mừng thì tôi về ít tê được tố. Ô mô nó á. Ô kì nà miss là. Câu số 2. Đen xà ô miss xì nai yô ni. Thì là gì ta nó anh chậm chậm cho số 3. Công khai nó chỉ có là chi xa nạ ưng tê mi sử gà là bố cốt tạ. Câu số 4. Mì chi ô mi sử sử tê chi gà ô tô khô lô ê ít tê sử mạ tạ chi gà ô tô khô lô ê ít tê sử mạ tạ đấy nè. Để là số mấy mọi người đọc được rồi, câu số 5 đúng không? Câu số 5 đúng không? Trên đấy. Năm ba. Từ cái lỗi gì nhở? Từ cái lỗi lái xe gì nhở? Lái xe nhỏ nhặt nhất. Được chưa? Thì câu này là câu chính xác. Câu số 1 vì sao? Câu số 1 vì sao sai? Vì chúng ta sẽ thay từ mít sự bằng một từ khác. Được chưa? Zi mừng để kì tê lưu tố mô nó á ô kì nà mà chì gai đà. Được chưa? Việc nghĩ rằng sống có thể sống được một mình được thì đó là một sai lầm lớn. Còn chúng ta có được sai lầm đó là Machigai.
Cái này để mình sáng lại tiếp. Machigainda. Machigainda desu ne. Machigainda. Hai, koso hai ne. Densha o missu shinai you ni jigan o shirabete oko. Cái câu này không dùng miss mà chúng ta dùng một từ khác, đó là gì ạ? Ni nori nori okurenai you ni, tức là gì ạ? Đừng để đi muộn, đúng không? Đi lên tàu muộn. Nori okurenai you ni, đúng không? Jikan o shirabete oko. Câu số 4 này. Câu này là gì đây? Đây là gì ạ? Nhầm đường, nhầm thì dùng từ gì nhỉ? Đúng rồi, machigai được đấy. Nhầm đường thì chúng ta dùng từ machigai được. Machi. Đúng không? Machigai được đấy. Machigai được đó. Hay machigai tê được đấy. Machigai tê. Machigai tê. Thế nhỉ? Thế nhầm đường nên là đi nhầm đến một lời khác. Mà chị gái sửa lại chữ Hán. Hán á? Trên này. À, nhầm góc này. Đấy, ok. Đây, dưới này giống đây, các bạn nhìn mặt chị gái. Hay. Sao vậy? English ka? Rồi. Nhầm đường được, nếu mà các bạn dùng từ mayo cũng được, đúng không? Michi ni mayotte, nhưng mà chọn từ phải khác là ni, thấy chưa? Michi ni mayotte. Thế nào? Hai, vậy là xong 5 câu rồi. Còn chúng ta còn 5 câu cuối cùng rồi cô Thành phụ trách. Hai, xin mời cô Thành. Tên tên tên. Rồi, vất vả quá. Mọi người thấy hôm nay không? Vì phải nói rất là nhiều nên bọn mình phải chia nhau như thế này. Rồi, trước mắt thì sẽ còn 5 câu cuối cùng của phần của mình nữa. Thì mọi người cố lên nhá, còn nốt 5 câu thôi. Phải thật là khỏe mạnh để chúng ta bước tiếp nào. Rồi, xem là 5 câu của thầy Dũng thì các bạn thường hay nói là sai nhiều, 5 câu cô Thành sẽ sai đúng đây. Nào, lần này mình sẽ không nói luôn nghĩa của từ mà chúng ta sẽ đọc qua một lượt để cùng nhau các bạn có thời gian làm một chút nhá. Đầu tiên là hiroi. Nào, 5 câu nào. Kino wa sensei ni hiroku shikarareta. Câu số 2. Anmari hiroi undou wa karada ni yoku arimasen. Câu số 3. 映画が面白くて広く笑った. Và câu số 4. アンコールがとても広い酒を飲んだ. Đó là mấy nhỉ? Alcohol, không phải alcohol, alcohol. Em nói gì? Alcohol. Em nói alcohol à? Alcohol. Ok. Hey, nào, xin mời các bạn chọn đáp án. Một. Mọi người chọn một hết nhỉ? Rồi. Hiroi là tính từ đúng không ạ? Và thường nói về tính cách con người hay là cách nói năng hay là cái hành động gì đó nó kinh khủng, đáng sợ, chứ nhỉ? Nên là thậm tệ. Thậm tệ đúng không? Gì có một từ như vậy nên chúng ta sẽ chọn đáp án số 1 ở đây là chính xác. Vì sao? Hôm qua tôi đã bị thầy giáo mắng một cách thậm tệ, mắng một cách kinh khủng, được chưa? Đấy, thế thì cái số 2, số 3, số 4 tại sao lại sai và chúng ta sẽ có thể thay bằng từ nào các bạn nhìn nhá. Thứ nhất, ưng độ, chi đôi ưng độ người ta ít nói mà người ta dùng một từ hay hơn, từ gì nhỉ? Từ kitsui. Kitsui là gì nhỉ? Kitsui là cái sự vận động, cái việc tập thể dục nó gì nhỉ? Vô cùng là quá sức với mình, gần như là nó đến cái giới hạn của mình. Cái từ này amari này nó mang nghĩa là quá cái gì không? Amari là rất thế này nhá, chứ không phải amari nai bình thường nhá. Amari kitsui undo wa karada ni yoku arimasen. Những cái vận động một cách quá mức thì nhỉ, hay là quá nghiêm khắc, quá khắc nghiệt thì nó gì nhỉ? Không tốt cho sức khỏe của mình. Được chưa? Câu số 3 này. Eiga ga omoshirokute, chỗ này không phải hidoku waratta mà gì nhỉ? Chúng ta dùng từ gì? Sugoku waraimashita, đúng không? Chúng ta dùng từ sugoku, đúng không? Cười kinh khủng luôn, cười một trận vỡ hòa. Và câu số 4. Alcohol ga totemo hidoi sake, không có nói mà gì đấy nhỉ? Tôi đã uống một cái loại rượu mà nó rất là mạnh nhá. Chúng tôi sẽ dùng từ tsuyoi. Cái gì mà có một loại rượu mà có cái lượng ăn cộ, tưởng lượng gì nhỉ? Lượng cồn rất là cao, rất là mạnh nhá. Đúng không? Được chưa? Đúng. Câu này dễ đúng không nào? Thấy chưa? Cứ sang câu Thanh là dễ đúng không? Tiếp câu số 2. Câu số 2 nào. Đáp án mấy từ chan tổ này quá quen thuộc rồi đúng không nào? Chan tổ, chan tổ, chan tổ. Câu này quá dễ rồi. Nào, chan tổ. Kanojo wa chan tổ na kaisha ni shushoku shita. Rồi. Câu số 2. Chan tổ benkyo shinai to daiyaku ni haremasen yo. Câu số 3. Tanaka-san wa totemo jikan ni chan tổ desu. Và câu số 4, この辺にはちゃんとホテルがありません. Số 2, một cái trả lời số 2, chính xác rồi. Chuẩn rồi.
Không. Thế là anh bảo ok có hai, anh bảo đâu mọi đâu. Anh mà lại. Anh bảo có hai là ok rồi, làm gì? Thế anh cứ đuổi em. Anh có đuổi nó điên à? Không thể nói chuyện nữa. À. Nhìn cái mặt trên TV này. Đâu? Rồi. Thứ nhất không có dạng dùng chan tổ na. Chan tổ nagasa vừa nói. Chúng ta sẽ dùng nó là phó từ nhỉ. Chan tổ bên kia sự được học hành cho tử tế, học trình học hành cho cẩn thận. Mình đang thay chan tổ bên kia sunai tôi vô các từ dekimasu dekinai desu yo. Isne? Thế nhỉ? Còn câu số 3, câu số 4 chắc là không được. Chan tổ hotte được arimasu không được, không được. Mà gì nhỉ? Câu số 3 với mọi người biết nếu mọi người nhìn từ mọi người sẽ dùng từ gì nhá? Tên từ gì? Để thấy điên hốt nhá. Hamakawa-san à, rất là thế nào với thời gian nhỉ? Chúng ta một dùng từ gì đấy nhỉ? Kimishi. Kimishi nhé. Để nói về việc đúng giờ, rất là nghiêm khắc với giờ, khó tính với giờ, người ta dùng một từ kimishi nhá. À. Đấy chưa? Câu số 2 chắc lại đúng rồi đúng nè. Xin mời sang câu số 3. Đấy, cái em dạy phát là người ta đi lên này. Đấy. Em kinh. Ok, câu số 3 này. Chiu-moku. Chiu-moku là được chú ý đây. Anh cứ nói trước từ đi nhỉ? Thấy chưa? Thì anh không nói nữa đấy, em giảng đi thôi, nói... Thì bây giờ em giảng, anh cứ để em giảng đi. Ừ, kệ em giảng. Ừ, kệ em ơi. Nào, chiu-moku ですね. Dareka no chiu-moku o senaka ni kanjita. Câu số 2. Me ga itaku natta no de kusuri o chiu-moku shita. Câu số 3. Atarashii daeto shokuhin ga josei tachi no chiu-moku o atsumete iru. Câu số 4. Subarashii en ni jikan ga tatsu no mo wasurete chiu-moku shita. Nào, xin mời các bạn chọn đáp án. 3-4 thế này. Đấy, 3-3, 3-4. Ừ. Có một người chọn 3, một người chọn 4 rồi. Ừ. 1. Chưa chuyển câu được, còn là 3-3 kìa, 4 nữa. Rồi. Đấy, 4-3 đấy, cô chọn câu nào. Rồi. Rồi, thứ nhất chúng ta về nghĩa nhá. Chiêu mốc cự là gì nhỉ? Chú ý nhá. Và nó thường có những cái cụm, ví dụ như là chiêu mốc cự atsume được. Là tập trung sự chú ý, thu hút sự chú ý. Thì chúng ta nhìn vào câu này rất là chuẩn luôn nhá. Cái sản phẩm gì nhỉ? Giảm cân hay là sản phẩm diet là ăn kiêng đúng không nhỉ? Cái sản phẩm ăn kiêng mới, thực phẩm ăn kiêng mới thì nó thu hút sự chú ý của nữ giới. Thế nhỉ? Jose Tachino Chiumoku Atsumeteru. Nhớ câu này nhá. Chiumoku Atsumeteru nhá. Tập hợp sự chú ý, tức là thu hút sự chú ý. Chúng ta sẽ chọn được đáp án số 3. Thế còn những cái câu 1, câu 2, câu 4 nếu mà để thay từ thì các bạn sẽ thấy hơi khó nhá. Mình sẽ thay luôn này. Thứ nhất câu này nhá. Dareka no. Trước đây chúng ta dùng từ gì nhỉ? Từ này từ gì bây giờ? Dareka no. Dareka no. Các bạn biết từ này từ gì không? Từ này là gì nhỉ? Si. Shisen. Biết này đúng nhỉ? À đúng. Trước đây là shisen nhá. Shisen là gì nhỉ? À, chúng ta một cụm là shisen no kanji là gì nhỉ? Cái ánh mắt, cái ánh nhìn đấy nhỉ? Tôi cảm thấy rằng sau lưng mình, senaka sau lưng đúng không? Cái ánh nhìn của ai đó, chúng ta dùng từ shisen này nhá. Nên là không dùng từ chiumoku nhá. Câu số 2. Mê ga itaku natta no de kusuri o. Không phải chiumoku đâu mà là chiumon. Thế nhỉ? Vì tôi gì đấy? Tôi bị... Không phải chiumoku đâu, mà chiumon. Vì tôi bị đau mắt, thế nên là tôi đã gọi gì đấy? Gọi thuốc hay là đặt thuốc nhá, đặt thuốc, mua thuốc á. Đây là ý nhân như vậy. Và câu số 4 này, subarashii en ni jikan ga tatsu no mo wasurete gì nhỉ? Wasurete. Ừ. Dùng từ gì bây giờ? Chiu. Chiu. Chiu si. Ừ. Là chiu si à? Tập là chiu si đúng không? Ừ. Chữ này phải chiêu mốc cử nha, mà chiêu si sự là gì nhỉ? Mình chăm chú, mình chú tâm một cái gì đó. Đấy nhỉ? Chiêu si sự là gì đấy nhỉ? Thì đấy, tôi tập trung chú ý mà quên mất cả thời gian đang trôi vào cái bức tranh vô cùng là tuyệt vời. Đúng rồi. Được chưa? Đấy. Đó, câu này vẫn đúng đúng nào. Thế là đúng được 3 câu rồi đúng không? Thấy chưa? Cứ ai học theo cô Thành là đúng hết nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sang câu số 4, còn 2 câu nữa thôi. Sau đó thì mình sẽ đưa ra tổng hợp các list từ vựng nằm trong cái dạng đề này trong vòng 5 năm. Các bạn cố chờ nhá. Ama được từ này là rất là nhiều người sai này, ok? Ai mà đúng câu này thưởng cho 5.000 rồi. Mà nhớ luôn này, từ Amaru này sẽ là một từ rất là quan trọng trong N3. Nhớ nhá, Amaru. Amadimasu, Amaru là còn. Bình thường luôn ạ. 1. 4. Asa wa 9 ni koko ni amatte kudasai. Câu số 2. Mainichi 30 do amaru atsusa wa tsudoite iru. Câu số 3.
試験が優しかったので時間が余りました。ボンバまだ仕事が余ってるので、家に帰れません。Mọi người đang phân vân rất là ba phải làm bốn rất là nhiều. Ba đúng, bốn đúng. Rồi. Đây có một bạn Hồng Nghiêm. Ama là dư. Dư thừa. Rồi, chuẩn rồi. Cái động là cái từ của chúng ta chính là từ này đúng không? Amarimasu là từ dư. Dư thì sẽ dư gì nhỉ? Dư về mặt thời gian. Đúng nhỉ? Dư về nhiều. Hay là dư về những cái ví dụ giấy đúng không? Copy, copy ở amarimasu là gì nhỉ? Những cái bản copy là gì anh? Thầy bản không photo. Nói thầy thì đọc comment thầy có nói gì đâu. Ừ, bản photo nó bị dư lại nhá, thừa lại. Hay là chúng ta chia 10, chia 3 thì dư 1 cũng là dùng từ amarimasu này. Nhớ nhá, những cách dùng của từ amarimasu này nhá. Thời gian này, thừa những bản photo này hay là thừa những cái 10, chia 3, dư 1. Nhớ là dư nhá. Thế còn, chính vì vậy mà chúng ta sẽ có được đáp án của mình là đáp án số 3. Được chưa nhỉ? Thế thì câu số 4, các bạn tại sao lại sai nhiều? Số 1, số 2 chắc không bị sai đúng không? Nên mình sẽ không nói nhiều về số 1, số 2. Số này phải là Azumati. Là gì nhỉ? Mình tập trung. Còn cái số này là gì nhỉ? Sanjudo. Sanjudo. Koeru. Chỗ này sẽ dùng từ koeru là vượt quá 30 độ. Còn số 4 chúng ta sẽ không dùng từ Amaru này đâu. Mà chúng ta thường gì? Shigoto là công việc. Công việc thì còn còn gì nhỉ? Còn nokorimasu nhé. Đúng rồi, câu nokorimasu nhỉ? Nokotte được rồi đây. Vẫn còn lại những công việc, còn sót lại những công việc. Được chưa nhỉ? Còn câu số 3 của chúng ta chuẩn rồi thì thế nhỉ? Vì thời gian, đấy, vì kỳ thi quá là dễ nên là còn dư cả thời gian nữa. Thế Dũng bảo số 4 đó, thì Dũng là bảo mọi người có người chọn 4, có người chọn 3 chứ. Thấy chưa? Ai bảo tại anh tình. Nói nhiều ấy. Rồi, đúng chưa? Nào, và xin lời câu cuối cùng. Hay, đồ đồ Tabete kudasai. Xin mời các bạn nào hơi nốt từ cuối cùng nhá. Để xem là trưởng thành. Hôm nay trong tổng cộng 30 câu chúng ta đúng được bao nhiêu câu. Xe cho chữ trưởng thành ai cũng biết đúng không? Nhưng mà nó có một nghĩa khác nữa. Hay, mọi người cho đáp án đi. Đúng không? 2100 người xem, wow. Ô, máy này. Thấy chưa? Em dạy là mọi người sẽ xem nhiều, còn anh dạy mọi người sẽ không xem nhiều. Bởi vì là bây giờ đang có hai người dạy, giờ này bụng mình to quá nên là mình không thể sơ vin được. Nên là nhìn mặt nó hơi bị lục thuộm một tí. Mọi người thông cảm nhé. Em bé ơi. Sau này nó đẻ ra xong rồi nó sẽ nhìn thấy mẹ nó với cả nó ở trên bảng dạy cho các bạn nhá. Xin lỗi. Nào được chưa? Câu số 3 chọn đáp án mấy? Thả tim cái gì? Nào. Thấy thầy sao em bé sướng quá thả tim. Mạng bị lag à? Chỉ có 4 thôi kìa. Ừ. Mạng 4 kìa. Mạng hơi bị lag nhỉ? Không sao đâu. Chờ một tí nhá. Vẫn nhìn được, vẫn nhòe, vẫn xem được. Okay. Tại mọi người thả tim nhiều quá đấy, thôi đừng thả tim nữa. Rồi, em bé biết rồi. Rồi, nó chỉ bị mờ một tí thôi nên là xin mời các bạn sẽ chọn câu cuối cùng của chúng ta nhé. Hay, chúng ta có từ seijo. Seijo là nói về thứ nhất là có rất là nhiều nghĩa đúng không, nhưng mà nghĩa cơ bản nhất chúng ta thường dùng là con người thì trưởng thành lên. Seijo stemas đúng nhỉ? Là gì? Tôi trưởng thành lên. Và ngoài ra cái từ seijo chúng ta hay còn gặp mà trong cái cách dùng của nó trong lĩnh vực kinh tế, nói về việc tăng trưởng nhá. Kinh tế về việc tăng trưởng, ví dụ như là tỷ lệ GDP của một đất nước nào đó nó tăng trưởng lên seijo stemasu. Thế thì có anh giới thiệu cho như vậy rồi đúng không? Thì suy ra các bạn sẽ chọn được đáp án số mấy đây nhỉ? Câu số 1 sẽ không thể nào mà thành tích. Thành tích tăng trưởng được. Thành tích thì chúng ta có thể dùng từ no. Có bạn vẫn 2, mà anh Vương vẫn chọn 2. Nobiru nè. Nobiru là gì nhỉ? Là tăng lên hay là dùng từ agaru nè. Agaru. Câu số 2, số lượng của trẻ con thì làm sao sinh trưởng hay trưởng thành. Còn câu số 2 này, ở các đất nước tiên tiến đúng không? Senshinkoku de deva kodomo no kazu ga gì nhỉ? Amari, chúng ta dùng một từ gì nhỉ? Zoka. Nếu như mà muốn dùng cái kiểu mà mọi người chọn đúng không? Mọi người chọn 2 à? Mọi người chọn 4. Nếu mà ở chỗ này người ta sẽ dùng từ này, sẽ dùng nhiều zoka. Zoka là tăng lên về số lượng nhá. Được chưa nhỉ? Zoka tăng lên về số lượng thì nó sẽ dùng từ
Kazu, Kazu là Zokashimasu, Zokashinai. Câu số 3, phóng ảnh to lên thì người ta không dùng cái từ gì nhỉ? Seicho là sinh trưởng, tăng trưởng này đâu. Mà người ta sẽ dùng một từ là từ gì đấy? Từ này là lá. Kakudai là phóng đại, là zoom lên nhá. Chữ này chữ khuếch như chữ đại này. Chữ này đọc là kakudai. Mình đưa ở đây cho các bạn nhìn nhá. Kakudai. Mấy cái nét này là nó bị do nét bút nhá, không phải viết sai đâu nhá. Được chưa nhỉ? Thì câu cuối cùng ấy. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án cuối cùng mà mình vừa mới nói. Chẳng kinh tế ở đây gợi ý thế rồi còn sai đúng không? Đúng rồi, kinh tế của đất nước này gần đây tăng trưởng rất mạnh. Được chưa? Ví dụ như là sai kinh Việt Nam nó kê dài quá oku seicho shite kimashita nhá. Ví dụ gần đây tăng trưởng đất nước của kinh tế tăng trưởng của kinh tế đất nước mình tăng rất là nhanh đúng không nhỉ? Được chưa? Rồi xin cảm ơn 2100 bạn đã theo dõi các bài các câu nói của mình. Còn bây giờ chúng ta vào một phần vô cùng là hot, đó là một phần cái dạng bài này á. Mỗi một đề đi thi thì nó sẽ có 5 câu. Một năm thì chúng ta có 2 kỳ thi, nên là một năm kỳ thi tháng 7 và kỳ thi tháng 12 sẽ có tổng cộng là 10 câu. Thế thì trong các năm vừa qua thì trong các đề đấy nó sẽ ra những cái từ gì thì chúng ta hãy cùng nhau ngồi lại để xem lại những từ đấy nó mình có hiểu được nghĩa của nó không, để xem là nếu mà mình đi thi mình có biết được nó không nhá. Đấy, xin mời thầy Dũng. Bạn xem là mình hiểu được bao nhiêu nghĩa của mấy từ này nhá. Ví dụ một năm có 10 từ này, trong 10 từ mình biết nghĩa được mấy từ thì nó có đúng không? Ừ. Thế nào? Ừ. Ok. Chỗ này thống kê lại để xem các bạn gì nhỉ? Xem các bạn có biết không nhá. Nào, các bạn vỗ tay nào. Bắt đầu nhá. Đấy. Năm 2016 chúng ta sẽ có những cái từ này. Đúng không? Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Từ biến mất đâu rồi? Ừ. Thực ra thỉnh thoảng nó bị biến mất một từ. Không phải thỉnh thoảng. Hay là do đề thế? Tự nhiên biến mất không phải. Xem. Hay đề chỉ thế nhỉ? Không phải là mình nhìn vấn đề sửa từ nào. Không được, không sao. Tạo ra là 9 từ được. Xem từ nào. Đấy, chú ý đây. Được chưa? Chữ đầu tiên thì các bạn thường bằng là Sora, đúng chưa? Sora này. Tuy nhiên, khi mà đúng một mình nó có nghĩa khác, đó là Kara. Có 59 và 50 ấy. Đấy đây nhỉ? Các bạn nhớ cho mình nhá. Trong khi nào nó sẽ xuất hiện cái nghĩa là Kara. Kara là gì? Kara là rỗng chẳng có gì cả. Mổ, Kara bộ. Thằng này ấy, rỗng quách chẳng có gì cả. Nhưng mà năm đấy nó dùng từ Kara. Đúng rồi, năm đấy từ dùng. Còn cái từ Sora này, từ này ai cũng biết rồi nên là người ta sẽ cái không. Cái này anh chỉ đọc nhanh nhanh qua qua thôi, không cần phải đi rồi. Thứ hai là Sucho. Sucho là gì cô? Sucho thì không ta có Sucho rồi nhé. Con này gì đây? Sohi. Sohi nhé. Là gì đấy? Phí tiêu dùng. Tiêu dùng cái gì đó đúng không? Hay. Thế là xe các phí tiêu dùng. Phí tiêu dùng, ok. Xe các cực tính cách. Như nào? Bồ siêu. Bồ siêu là gì? À, tuyển đúng không? Tuyển dụng. Ví dụ mình đang tuyển người yêu chẳng hạn. Kanozu o bosiu shite imasu. Đây là gì đây? Futto nhá. Futto. Futto là gì? Futto là sổ yếu ngộ. Thấy chưa? Thấy chưa? Futto shita. Thấy chưa? Futto là sổ. Tiếp theo. Từ này có này. Nagusameru. Nagusameru tức là an ủi ai đó cái gì đó. Thấy chưa? Tomorachi o nagusameru tức là an ủi bạn. Đấy chưa? Hay là có một từ đồng nghĩa khác có thể năm nay nó sẽ ra, đó là từ gì nhỉ? Nagusameru và hagemasu. Hagemasu. Chia ra giọng mát thì sẽ là gì nhỉ? Đây là động từ gốc, nhớ chưa? Chia ra giọng mát thì sẽ là hagemasimasu. Nhớ chưa? Tức là gì nhỉ? An ủi ai đó. Tiếp theo, niao. Niao tức là hợp với ai đó. Được chưa? Quần áo hợp đúng không? Quần áo hợp được chưa? Con người mageru. Mageru tức là bẻ cong này, hay là gì? Uốn người này, karao mageru. Được chưa? Hay. Tiếp theo chuyển sang năm 2015 nhá. 2015 năm trước vừa chữa xong đúng không? Ừ. Chắc là nhớ nhá, bây giờ xem nhá. 2016 mà lại có một từ. Không có. Đúng rồi, có 59 từ, có 50 từ. 9 từ. Hay. Tiếp theo. Idosuru. Câu này là Idosuru. Idosuru tức là di chuyển. Đấy nhá. Ví dụ ngồi đơn giản này, ngồi trong quán ăn là Kochira ni Idosuru itadakemasen ka? Anh có thể di chuyển sang bên này giúp em được không? Đúng không nhỉ?
hay là gì đây? Shimekiri được đấy. Shimekiri là hạn chót được chưa nào? Tiếp theo, shuri được đấy. Shuri à đi được đấy. Shuri đi đi. Shuri là sửa cái gì đó. Ví dụ đem ra sửa thì nói đi mà shuri ni đã sửa được đấy. Đó, em đi sửa. Tiếp theo, jutai. Jutai. Thấy mà. Jutai. Chữ tay này bị tắc đường con học rồi đúng không? Đây là gì đây? Azukeru. Bạn biết từ này không? Azukeru có nghĩa là gửi, gửi cái gì đó này cho ai đó này, đa đến ý này, hiểu chưa? Được chưa? Gửi con cho bà chẳng hạn, kodomo obachan ni azukeru. Hay là gửi tiền vào ngân hàng được dùng từ này. Con biết từ là azukaru, hiểu chưa? Còn nó là azukaru. Khéo năm nay thi vào từ azukaru đây. Azukaru là gì? Giữ hộ. Nhớ chưa? Một cái được gửi, một cái giữ hộ. Em giữ anh cái này cả. Đây chút azukate moraimasu ka? Đấy nhỉ? Azukaru. Mình có cả một clip làm về sự phân biệt giữa azukeru, azukaru và kariru và kasu nhá. Google trên YouTube. Tiếp theo. Maseru. Google trên YouTube. Maseru là gì con? Khuấy. Khuấy. Được chưa? Như thế là gì? Luộc. Đúng rồi, các bạn cứ 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 gì nhỉ? Cứ comment những cái nghĩa của nó rất hay đấy. Stasi là gì đấy? Stasi. Thân. Thân thiết ai đó. Mình rất thân với cô Thanh chẳng hạn. Thanh sensei to stasi desu. Đúng không? Tiếp theo. Shinsen. Shinsen là gì đây? Tính từ đây na, shinsen da tức là nó kết thúc cuối câu đấy. Đúng không? Shinsen na kuki, shinsen na sakana chẳng hạn. Đấy nhỉ? Hay, cuối cùng là gì đây? Seiketsu. Seiketsu là sạch sẽ, thấy chưa? Seiketsu. Xong rồi, các hình trong 15 nhá. Tiếp theo 2014. Đấy. Kigen. Chưa tên là Kigen. Kigen là thời hạn, được chưa nào? Thời hạn. Ok. Chính tiếp theo Sukuso. Sukuso. Sukuso tức là thu hẹp lại hay là làm ngắn lại, làm ngắn lại hay làm nhỏ lại. Sukuso này nó ngược với từ là kakudai này, nó ngược với lại từ kakudai này. Kakudai phóng ra, nó phóng ra thu lại, đúng không? Một cái phóng ra, một cái thu lại. Hay seigen. Seigen, seigen là giới hạn đúng không nhỉ? Giới hạn điều gì đó. Tiếp theo chữ này, chữ nai yo bạn biết rồi, nội dung này. Ông là bạn biết từ này đúng không? Hát tên là phát triển này, đúng nhỉ? Hát tên phát triển, nền kinh tế phát triển này bằng với từ seijo vừa nãy nếu mà nói về kinh tế đúng không? Hát tên này. Tiếp theo, tamaru. Tamaru có nhiều nghĩa, cha từ vựng nghĩa tamaru có nghĩa là gì? Stress tamaru tức là tích chữ tích lũy cái gì đó đúng không nhỉ? Hay là nước bị tích lại đúng không? Mizuga tamaru. Tsutawaru đúng không? Gửi đến này đó, truyền đạt đến này đó. Đồ na được tức là cáo. Ôi, làm gì đấy? Giật cam mình. Đấy, thấy không? Đang cáo mà. Học hành cẩn thận anh nhá. Đúng không? Đồ na được. Thế nào? Hanasukake được. Hanasukake được là phát chuyện này đó. Mày, cho anh số điện thoại. Thấy chưa? Hanasukake được. Đây là Hanasu. Hanasu là để xa. Để xa. Hay là buông tay ra. Được, teo Hanasu. Thấy chưa? Thôi. À, nó sẽ để ra, ví dụ em để cái ghế này ra kia hay là để dịch cái ghế cách cái bàn ra thì dùng này đấy. Table kara isu o hanashite kudasai. Được chưa? Hay xong 2014 rồi, 2013. Rồi, chữ Hán này có ai đọc được không? Phát đọc chữ Hán này cho mình xem nào. Xem mọi người đọc chữ Hán đầu tiên không? Viết viết cách đọc của chữ Hán này. Viết ra thì anh viết được. Viết đi. Đâu? Đâu? Không thấy viết. Viết chữ Hán luôn thì sợ. Viết cách đọc cơ mà. Kiến thiết. Nó là xây dựng. Đúng không? Ý nghĩa của nó là xây dựng. Được chưa? Đây. Ken xếp chữ đai các cự này này. À, trường đại học gì? Ken xếp. Trường đại học xây dựng. Ken xếp chữ đai các cự. Được chưa nào? Tiếp theo. Cô cả. Cô cả là có hiệu quả đúng không? Từ 2012 đến giờ nhé. Cô cả. Ừ. Thế nhỉ? Tiếp theo. Simple.
Simple. Simple coi chừng là simple là tiến bộ thì tiến với tọ. Cái này là sạt sụp. Xô tay nhá, chỗ này là xô tay. Xô tay. Xin lỗi về sớm đúng không? Xô tay ở đây. Xô tay させていただきます. Tiếp theo, phát sinh. Phát sinh là gì ạ? Phát sinh đúng không? Phát sinh します. Đúng không? Tiếp theo, amaru. Amaru. Từ này có từ này rồi đúng không? Ừ, các bạn để cái từ amaru khi chia ra dạng mát là amarimasu đấy chưa? Nên là các bạn ớt sợ lại có amarimasu để trải nghiệm gì? Cái từ này rất hay dùng là khi mà ở trong lớp học thầy cô thì phát những tờ in này cho các bạn đúng không? Xong rồi, ơi, kami amatteru, còn dư tờ nào không đúng không? Thì hay nói thế. Tiếp theo, kobosu. Kobosu là đánh đổ á. Ví dụ mình làm bê cái gì đó thì mình đánh đổ. Được chứ nhở? Kobosu. Làm chan, làm đổ nước này, đúng không? Tiếp theo, nigiru là nắm này, này. Tiếp theo, nigiru này, bố nigiru. Tiếp theo, darui. Darui ám chỉ là cơ thể nó mệt mỏi. Karara ga darui desu. Darui desu ne. Được chưa? Tiếp theo, minitsukeru. Minitsukeru tức là gì? Học hỏi được cái điều gì đó. Được chưa nhở? Hay. Hết. Không nhở? Nào. Không ai. Mình tự lo lắm. Không có chim này. Thế em chưa nhá. Một rồi. Khảo hồ thể đấy. Không sao, bình thường. Rồi. Ngày trước dạy 8 tiếng mà. Bây giờ dạy có một. Hay và ba cái những cái list từ của ba cái năm xa xa ấy, thì mình sẽ nói nốt cho các bạn nhé. Bởi vì là không có bởi vì là gì cả, nhầm nói nhầm. Rồi bây giờ mình sẽ nói luôn thì không nói nhiều. Và các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ bị đề đôi khi lặp lại đấy. Thế nên là biết đâu năm nay lại trúng vài từ của những từ năm trước đúng nào. Ví dụ nhá, chữ này là chữ anki. Anki là gì nhỉ? Anki là ghi nhớ, là thuộc lòng đấy nhỉ? Ghi nhớ thuộc lòng. Rồi, thứ hai là katsudo. Katsudo là dễ rồi. Katsudo là hoạt động. Số 3, vừa nãy chúng ta gặp cái cách dùng năm 2016 mình gặp một từ này đúng nhỉ? Từ không như này, đọc là kara, cách dùng là trống, rỗng. Thế còn bây giờ, ngày xưa nó sẽ dùng cho từ này là từ soda, cách dùng của nó soda, bầu trời nhá. Tiếp theo đây là gì nhỉ? Kincho. Kincho là gì nhỉ? Kincho là lo lắng, căng thẳng nhá. Kincho, kincho, kincho shimasu. Tiếp theo từ này từ keiyu. Em nói luôn như vậy cho nhanh. Keiyu là gì nhỉ? Là cái chỗ mà chúng ta sẽ đi qua hay trong từ ví dụ máy bay chúng ta dùng từ quá cảnh transit đấy nhá. Tiếp theo cái này đọc là hormone. Hôm mong em nhớ hình như là trong năm 2015 lại vừa không cho mình vừa mình chữa đề một cái ra lại từ này đúng không? Hôm mong. Hôm mong là gì nhỉ? Đi thăm, đến hỏi thăm. Đúng không nhỉ? Cái tên hồ siêu kìa. Tiếp theo từ bố siêu gặp lại chưa? Thấy chưa? Năm 2012 và vừa về thầy Dũng cũng nói đúng không nhỉ? Bố siêu là gì nhỉ? Là tuyển dụng đúng không nào? Tiếp theo chúng ta đọc là gì đây? Không phải dư giá cự mà là hông giá cự. Hông giá cự. Hông giá cự là gì nhỉ? Hông giá cự nó sẽ khác với từ dư giá cự. Dư giá cự là dịch miệng. Nhà phiên dịch, còn đây là biên dịch, là dịch qua sách vở nhá. Và chuyên ngành của mình là ngành biên phiên dịch đấy, tự hào khoe một tí hồi học đại học. Tiếp theo chỗ này đọc là các bạn sẽ đọc là ikisaki đúng không nhỉ? Tuy nhiên bên Nhật nó sẽ đọc là yukisaki. Yukisaki là gì nhỉ? Ví dụ yukisaki là điểm đến, là nơi mà chúng ta sẽ đến, nơi chúng ta đi đến, đọc là yukisaki. Và cuối cùng là từ trong năm 2012 là gì nhỉ? Chỗ này đọc là gì nhỉ? Tori, tori sugiru. Thôi là đi qua, còn sugiru là vượt quá, tức là gì nhỉ? Đi qua cái nơi nào đó, ví dụ như là ekio thori sugiru là gì nhỉ? Mình đi quá một cái nhà ga nào đó nhá. Được chưa? Rồi, đó là năm 2012, thấy ngày xưa dễ không? Đấy. Xin mời, năm còn 2 năm nữa. Hình như là đến 2011 đúng không? 2010 hả? Ừ, giờ là 2010, còn 2 list nữa thôi. Là cùng nhau thử thách lớp mình nhá. Ừ, rồi. Gặp lại từ solo solo chưa? Thấy chưa? Solo solo. Solo solo vừa nãy on đúng nào? Thế thì ngày xưa có từ solo solo này rồi nhá. Nhớ từ solo solo này nhá. Chữ này là gì nhỉ? Shiji. Mình sẽ nghe thường nghe nhiều cái từ này. Sensei no shiji o kikimasu là gì? Tôi nghe cái hay là làm theo cái chỉ thị của gì nhỉ? Của giáo viên. Shiji là chỉ thị, là lời yêu cầu nhá. Tiếp theo chữ này dễ rồi. C gì nhỉ? C. Vừa nãy có từ C các cự mà. C các cự lại lặp lại đúng nào? Thế nên là mọi người thấy trong cái ví dụ trong giới hạn một n ấy, nó ví dụ có một cái quỹ đề là 2000 từ hay là 3000 từ thì
lặn lại một tí một hai nên, nên là cái việc lặp lại nó là không không phải là chuyện khó, không phải là chuyện không thể ra nhá. Tiếp theo chữ tháng này chữ uema, từ quen rồi đúng không nào? Ue được là kêu, ue được là trồng cây đúng không? Tiếp theo từ gì nhỉ? Uke ireru là gì nhỉ? Tiếp thu, tiếp nhận, ví dụ như là Nihon ni tara, Nihon no bun kao ano uke iremasu. Tôi tiếp thu, tiếp nhận những cái văn hóa của Nhật Bản. Được chưa? Uke iremasu hay là tiếp thu một cái, hay là tiếp nhận một cái công việc nào đó, shigoto uke iremasu nhé. Hay là cái dự án này nó được tiếp nhận, được thông qua sẽ là kono te an wa uke ireraremasu nhé. Uke ireru, được chưa? Tiếp theo là chữ đoạn của mình đọc là gì? Đọc là gì nhỉ? Kotowaru nhé. Kotowaru là từ chối đoạn tiệc nhá. Từ chối thì có thể là sasoi o kotowarimasu, là mình từ chối một lời mời chẳng hạn. Được chưa? Tiếp theo korobu là ngã lộn nhào hay là ngã lăn lông lốc đấy, được chưa nhỉ? Tiếp theo từ này đọc là gì nhỉ? Miokuru. Miokuru chúng ta sẽ thấy đọc nhiều trong cái dạng câu là gì nhỉ? Đưa tiễn ai đó sân bay, đưa tiễn ai đó nhà ga này. Miokurimasu nhé. À, đưa tiễn ai đó. Tiếp theo chúng ta đọc là gì? Chữ này đọc là gì anh? Yeah. Chữ này là gì? Atatakai à? Chữ này đọc là gì? Đâu mọi người comment thế nào? Đâu mọi người không đọc được á? Các bạn có comment đọc từ này không? À, ừ. Chữ này lỏng lẻo. Ừ. Ví dụ chúng ta có từ kari ga yurui. Chữ này đọc là yurui nhá. Mọi người comment đúng không? Đó. Ừ. Có ai đọc được không? Không ai đọc được. Không ai đọc hay là chưa đến nơi? Yurui là lỏng lẻo hay là nói ví dụ như là quản lý lỏng lẻo chẳng kanji ga yurui ne, hay là nói về cháo lỏng yurui okayu ne, okayu tôi xin nhỉ, cháo lỏng. Không chưa? Tiếp vào từ cuối cùng, chữ này đọc là gì đấy? Sho, từ này quen rồi phải không nào? Shojiki. Shojiki là gì nhỉ? Nói lời thành thực, chẳng thẳng thắn, thì cái từ này là thành thực, trung thực, thẳng thắn nhá. Hay rồi nào, nốt danh sách cuối cùng để đắp chăn đi ngủ nào. Mấy giờ rồi bên Nhật, mấy giờ rồi bên Nhật? Đang là 10:30 rồi hả? Hôm nay buổi livestream của chúng ta đã trải qua 1:40, thật là siêu nhân. Chữ này là kai siêu. Kai siêu là thu hồi lại, được chưa? Kai siêu là thu hồi. Đây là gì nhỉ? Siêu ơ, siêu đi lại gặp này anh ơi, đúng phải không? Siêu đi sửa chữa thì nhỉ? Đây là mi dài, tương lai, ok. Tiếp theo humor. Humor chúng ta sẽ dùng gặp nhiều từ này nhé. Humor ga arimasu, các bạn humor ga arimasu, anh ấy có cái khiếu hài hước, cái cách dùng của nó nhé. Humor ga arimasu, được chưa nhỉ? Hay là chữ này là gì nhỉ? Ochitsuku. Ochitsuku là gì nhỉ? Bình tĩnh lại. Minasan ochitsuite shiken ni shiken ukete kudasai, hãy bình tĩnh và làm bài thi đi nhá, được chưa nhỉ? Hay là gì nhỉ? Chữ này đọc là gì nhỉ? Cứ gì nhỉ? Cứ ghi được chứ đúng không? Ghép vào nhau sẽ biến âm đúng không? Cứ ghi được. Chữ này sẽ bằng từ và kê được nhá, là chia ra, phân chia. Từ nhỉ? Phân chia, từ này từ mới, lưu ý vào nhá. Tiếp theo từ hakaru. Hakaru thì có rất là nhiều chữ Hán. Thì khi mà nó cho từ này chúng ta sẽ phải căn cứ vào cái nghĩa, cái câu nào hợp lý nhất đúng nhỉ? Hakaru có thể là gì nhỉ? Cân đo đong đếm này, hay là thậm chí là gì lên cái ý tưởng hay lên cái kế hoạch gì đó, được chưa nhỉ? Tiếp theo mazushi, ví dụ như là mazushi seikatsu gì nhỉ? Cuộc sống nghèo nàn, mazushi là nghèo khó nhá. Nghèo khó. Sokkuri. Sokkuri bằng với từ niteru, động với động từ niteru là gì nhỉ? Giống y như đúc luôn. Sokkuri nhé. Sokkuri. Và cuối cùng chúng ta có một từ nadaraka, chữ đà này cuối câu nhá. Nadaraka này là tính từ đuôi na. Thì nadaraka có hai nghĩa thường dùng nhất, đó là gì nhỉ? Nói về một con dốc thoai thoải sẽ là nadaraka na saka nhỉ? Một cái con dốc thoai thoải này. Và cuối cùng nadaraka có thể là gì nhỉ? Nadaraka ni hanashite masu nhỉ? Mình nói một cách trôi chảy, có hai nghĩa như vậy. Hay. Hết rồi. Bạn vỗ tay nào. Đổ một trắng thay này cho cô Thanh à, Thanh Bùi này. Thả tim đi, thả tim này cho cô Thanh. Ok. Rồi, đừng ra vội, ngồi nói chuyện một tí nào. Xong để sayonara luôn. Máy đơ rồi. Các bạn có muốn nghe thì Dũng hát không? Thôi thầy lại hát lại mất ngủ cả đêm nay. Tao mọi người cho ý kiến gì là rồi.
Hôm nay mọi người thấy bài học của chúng ta thế nào? Ai chưa like thì like đi nhá. Ừ, đây là một cái buổi bọn mình làm bù cái buổi hôm trước mà thầy Dũng bị ốm ấy, đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ có hôm nay là buổi thứ tư. Trong một tháng vừa qua thì mình với cả thầy Dũng đã liên tục mỗi tuần 3 buổi. Một buổi dành cho N5, một buổi dành cho N4, một buổi dành cho N3. Còn N2 rất là tiếc bởi vì thực sự là bọn mình làm thì nó hơi bị mệt quá ấy. Thế nên là không thể nào mà làm hết được. Còn N2... Hay nên là lỡ hẹn với các bạn N2 đã nhá. Thì mọi người thấy học như này ok không nhỉ? Có thấy tự tin hơn tí nào hơn chưa? Hay ho đúng không? Ừ. Biết được cách làm bài rồi đúng không? Ừ. Nhìn không bị bỡ ngỡ. Ngày trước mình đi thi á, mình chả được ôn bài thi gì cả. Ừ. Đi vào, cái này nó làm cái gì đấy? Cái bài này là bài kiểu gì đấy? Ừ. Và với cả gì nhỉ? Có thể thôi nhá. Tức là trước cái ngày thi ấy, của mọi người hôm thi là tuần sau đúng không? Thì có thể nếu mà bọn mình hôm ấy đi Nhật về mà có sức khỏe thì bọn mình sẽ livestream một chút về N3, N2 một chút, những cái từ mà mình nghĩ là có thể sẽ vào. Dự đoán đề thi đúng không? Ừ, dự đoán đề thi một chút. Thế là đến lúc đấy mọi người nhớ theo dõi nhá. Ừ, còn bây giờ thì hình như là mọi người đã ra hết rồi. Nếu mà trong một tháng vừa qua với cả 4 buổi như thế này mà mọi người thấy cảm thấy hay và có ích thì có thể gì nhờ, xếp hạng 5 sao ở trên page cho bọn mình nhá. Đấy, cô Thanh cô chỉ muốn xếp hạng 5 sao thôi, nên các bạn bạn nào chưa xếp hạng thì nhớ xếp hạng nhá. Ừ, đây là câu sao hôm trước có nhờ một lần là nhờ các bạn lớp N5, còn hôm nay sẽ nhờ các bạn lớp N3 vì là buổi cuối rồi, nhân dịp 20 tháng 11 nữa, nhân dịp 3 tháng trước ngày Tết âm lịch. Tặng cho cô Thanh 1 sao. Không được, 5 Đáng sao. Mà. Không phải một cái sao. Không phải. Một cái 5 sao. Tặng 5 sao. Đấy. Rồi, thế thì thôi, bây giờ còn muốn làm gì nữa, có muốn hỏi cái gì hay là vẫn còn 1.600 người này, phí quá nhỉ, biết làm gì bây giờ? Mọi người vẫn đang ngồi đằng sau hội trường kìa. Ừ, cảm giác thật là tuyệt vời. Để anh quay sát vào để cho mọi người nhìn rõ. Bọn mình giống như kiểu là những giáo viên ảo online qua mạng ấy. Nên là không biết là cái... nhiều người nhìn thấy thì sẽ thấy giống như là cái giá trị ảo đúng không? Nhưng mà hy vọng là các bạn sẽ biến những cái giờ học ảo như thế này, giờ học qua mạng như này thành những cái có giá trị. Ví dụ như là thời gian tới thì chúng ta có thêm động lực để học này, cũng như là động lực để phấn đấu tiếp về tiếng Nhật này. Hay là các bạn có thể tích lũy thêm nhiều kiến thức hay nhiều những cái lời khuyên để tận dụng vào những bài thi của mình. Nhớ nếu mà năm nay có đỗ N3, N2 gì thì nhớ gửi email, nhớ gửi thư về. Ừ, nhớ về báo cho mình một tiếng cho nó vui nhá. Trong số này có bạn nào học cô Thanh hay thầy Dũng từ ngày xưa không nhỉ? Học từ ngày xưa. Năm sau vào tháng 7 á, chắc chắn có em bé ở đây rồi nhá. Cô Thanh thì vẫn đang stream live thì mình bế em bé này rồi. Em cho em bé này để anh nhá. Ừ. Năm nay thì theo rồi. Ok. Thôi, nghỉ nhá. Hay, thế thì trước mắt tập. Còn 2 tuần nữa thì bọn mình sẽ không còn buổi livestream nào nữa. Có lẽ chỉ trước ngay ngày thi thôi, bởi vì tuần tới bọn mình có đi sang Nhật chơi một tí, một tuần. Nên là sẽ không thể nào mà gặp mọi người trên này được. Nên là còn một chút thời gian các bạn cố gắng tận dụng và chuẩn bị tinh thần cho tốt để thi nhá. Tôi nói mãi, thôi. Không thấy đâu, mọi người không thôi, sao nói mãi mọi người vẫn chưa ra thế. Đây, bây giờ ra, ok, bye bye. Thôi, bye bye nhá, đi về nghỉ ngơi đi. Sayonara, daisuki na hito. Bye bye mọi người. Cô Thanh hôm nay quá xinh đúng không?